Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện cổ chân nhân. Tập 139. Chương 1381, Cổ tiên nô lệ 1. Kết quả thí nghiệm khiến cho hắn vô cùng hài lòng. Gặp mặt từng quen biết được sửa đổi có thể đạt được 6 thành uy năng so với bản gốc. Không có hai con tiên cổ phụ trợ, đổi lại hàng nghìn con phàm cổ. Có thể đạt đến trình độ này đã vô cùng lý tưởng rồi. Chỉ là cần đến nửa canh giờ mới có thể thôi động. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Dù sao gặp mặt từng quen biết cũng không phải dùng cho chiến đấu. Ở kiếp trước, ta luyện thành tiên cổ biến hình dùng làm hạch tâm, tạo thành sát chiêu gặp mặt từng quen biết được cải tiến. Hiện tại, ta cũng đã cải tiến sát chiêu gặp mặt từng quen biết, nhưng hiệu quả còn cao hơn kiếp trước gấp trăm lần. Ta có thể qua mặt cổ tiên thất truyền, bát truyền thì còn cần phải nhìn tình huống cụ thể. Phương Nguyên âm thầm suy đoán, sát chiêu gặp mặt từng quen biết có thể được xưng là tinh diệu tuyệt luân, nhất là có cổ thái độ làm hạch tâm, giúp cho Phương Nguyên biến hóa không chỉ là hình thức bên ngoài mà còn trực tiếp tác dụng vào lòng người khác. Cho dù Phương Nguyên biến thành người xa lạ, nếu đối phương trúng chiêu này, cũng chỉ cảm thấy Phương Nguyên giống như bạn bè nhiều năm không gặp, hoặc nhìn quen mắt, có cảm giác thân thiết. Sau khi có được sát chiêu gặp mặt từng quen biết, ngày nào Phương Nguyên cũng dành thời gian để luyện tập. Tuy cổ thái độ là đẳng cấp bát truyền, nhưng điều kiện thúc dục rất thấp. Chỉ cần tiêu hao tâm lực cổ tiên mà thôi, không cần hao phí bất kỳ tiên nguyên nào. Bởi vậy, chi phí Phương Nguyên luyện tập không cao. Bởi vì đã thuần thục, mỗi lần hắn thôi động gặp mặt từng quen biết, thời gian từ nửa canh giờ ban đầu đã giảm bớt một nửa. Công tác chuẩn bị đã tạm kết thúc. Tiếp theo chính là chờ đợi Thái Bạch Vân Sinh độ kiếp. Về sau, khi thì Phương Nguyên ẩn núp bên trong phúc địa hổ tiên, khi thì đến chỗ thôn trang có cây xuân mộng kia, hắn không ngừng luyện chế phàm cổ mộng đạo, sau đó dùng phàm cổ mộng đạo này để hái quả xuân mộng. Thời gian dần trôi, thương thế của hắn dần dần tốt hơn. Rốt cuộc đã đến thời gian Thái Bạch Vân Sinh độ kiếp. Tây Mạc, mảnh vỡ thế giới lục thiên. Bầu trời mang theo màu xanh biếc, gió quét qua chỗ này, bốn mùa không nghỉ. Một thành trì trắng nãn rộng lớn, vững vàng lơ lửng trên không trung, chiếu xuống ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Cho đến hôm nay, nhân tộc đã trở thành chúa tể của thiên hạ. Các chủng tộc khác từng xưng bá một thời đã co đầu rụt cổ ở các ngõ ngách trên khắp thế giới, khó khăn sinh tồn. Mảnh vỡ thế giới lục thiên chính là thế ngoại đào nguyên của một trong những chủng tộc dị nhân, người Vũ. Tiên cổ phòng thành Vũ Thánh chính là đại bản doanh kiên cố nhất của tộc nhân người Vũ. Lúc này, bên trong thành Vũ Thánh, lá cờ tung bay. Trong diễn võ trường, tiếng hoan hô chấn thiên động địa. Tất cả người Vũ đều tung hô một cái tên. Vũ Phi, Vũ Phi, Vũ Phi. Vương người Vũ ban đầu đã chết. Dựa theo tập tục của người Vũ, bọn họ sẽ phải chọn ra một Vũ Vương trong chiến đấu. Một khắc trước, cuộc chiến đã kết thúc. Vốn được người dân xem trọng nhất, lại có thân phận vương tử người Vũ là Đan Vũ đã bị loại. Thiếu niên tóc đen bình dân tên Vũ Phi lại thu được thắng lợi cuối cùng. Vũ Phi ta rốt cuộc đã thực hiện được mộng tưởng nhân sinh, trở thành Vũ Vương. Vũ Phi đang bị thương nặng, nhưng hoàn toàn không để ý, lúc này chỉ ngửa đầu cười ha hả. Cậu ta dang rộng cánh tay, còn có đôi cánh phía sau, thỏa thích hưởng thụ sự reo hò của mọi người. Cậu ta cười đến không ngậm miệng lại được, nụ cười vô cùng sáng lạn, miệng há to lộ hết hàm răng ra ngoài. Vũ Vương thế hệ này nhìn có chút đặc biệt, hoàn toàn không giống như những người trước. Ha ha, tên nhóc này thú vị thật. Nghe nói giá tâm của cậu ta bừng bừng, một lòng muốn khai thác bá nghiệp người Vũ chúng ta. Nhưng sau khi cậu ta trở thành Vũ Vương một thời gian, cũng nên ổn định lại. Phía sau, ba vị cổ tiên người Vũ thoải mái trao đổi, gương mặt đều mang ý cười. Nhưng lúc này, công kích mãnh liệt giáng xuống tòa thành yên bình này. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên vang lên, thành Vũ Thánh lay động kịch liệt. Vũ Phi không kịp chuẩn bị, chân đứng không vững, ngã dầm xuống mặt đất. Các ngươi mau nhìn đi, cái này, cái này. Người Vũ phát hiện được sự không ổn,
tay chỉ lên bầu trời. Sợ đến lắp bắp nói không ra lời. Chợt, phần lớn người Vũ ngẩng đầu, kinh hãi phát hiện, trên đỉnh đầu bọn họ, bầu trời màu xanh đã xuất hiện một khe nứt to lớn. Từ trong khe xuất hiện mấy bóng người như ma thần hạ xuống. Ba vị cổ tiên trong thành Vũ Thánh đã kịp phản ứng, không khỏi bừng tỉnh bay lên không trung. Bọn họ vừa hiện thân ngăn cản địch nhân xâm nhập, vừa hô to dặn dò vũ dân. Cẩn thận, có cường địch tập kích. Mau kéo còi cảnh báo, bảo vệ gia viên. Cổ sư ai vào chỗ nấy, chiếm cứ trận nhãn, mở phòng hộ thành Vũ Thánh. Trong thành kinh hoàng, trở nên đại loạn. Thành Vũ Thánh hòa bình đã lâu, trải qua không tranh quyền thế, thế ngoại đảo nguyên một thời gian dài. Không gian có thể nói là thoải mái cực kỳ, cộng thêm tân vương vừa mới lập, nhất thời quân dân đều chưa thể đưa ra phản ứng chính xác. Thế tấn công của đối phương như mưa, ba vị cổ tiên người Vũ ngưng trọng vô cùng. Bọn họ ôm hy vọng có thể thương lượng hòa bình. Nhưng thủ lĩnh phe tấn công là Bạch Hải Sa Đà đã ra lệnh, phá vỡ hy vọng của ba vị cổ tiên người Vũ. Ánh mắt vị cổ tiên băng hàn vô cùng, giọng nói lạnh lùng, bắt đầu tấn công. Ba vị cổ tiên người Vũ không thể địch lại, chỉ có thể lui về canh giữ tiên cổ phòng thành Vũ Thánh. Thành Vũ Thánh bị chúng tiên tê mặc tấn công mãnh liệt, sát chiêu chiến trường cái này tiếp cái kia, bao trùm chiến trường. Vô số sát chiêu phàm đạo, tiên đạo đánh vào bên, trên tiên cổ phòng, kích thích hiệu quả pháo hoa. Bạch Hải Sa Đà rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, thi triển thủ đoạn ngăn chặn thành Vũ Thánh. Thành Vũ Thánh như sa vào đầm lầy, nhất thời khó mà thoát thân. Người Vũ Thái Bình đã lâu, đột nhiên lâm vào kịch chiến sinh tử, ứng đối không thể chuẩn xác và kịp thời. Ba tiên cũng giống như vậy, vì thế đã mất đi cơ hội tốt để thoát thân. Hai ngày sau, oành, một đạo phích lịch bắn ra, đụng vào bức tường thành Vũ Thánh. Tường thành bị đổ sụp, chợt phân thành vô số mảnh vỡ cổ trùng. Đám cổ sư chấn giữ trên tường thành không một ai thoát được, thi thể đầy đất. Bụi mù nổi lên bốn phía, ở bên trong có từng chùm tia sáng xanh biếc vụt lên. Hỏng rồi, tác chiến hai ngày hai đêm, cổ tiên người Vũ Chu Trung hai mắt tràn ngập tư máu. Ông nhìn thấy tường thành sụp đổ, phòng ngự bị thủng, lập tức bay nhanh qua để trấn thủ. Bản chất của tiên cổ phòng là do vô số cổ trùng ngưng kết thành. Tường thành bị sụp đổ, cổ trùng bị hủy hết, tiên cổ phòng bị đánh ra một lỗ thủng. Điều này giống như thuyền bị rỉ nước, lực phòng ngự giảm mạnh. Nếu địch nhân chui vào, thừa cơ mở rộng lỗ thủng, cuối cùng có thể đánh tan toàn bộ tiên cổ phòng. Hiện tại, tuy lỗ thủng nhỏ, nhưng tuyệt không thể ngồi mặc kệ được. Chu Trung vội vàng chạy đến ngăn cản lỗ thủng, tranh thủ thời gian để tiên cổ phòng tự lành. Nhưng khi Chu Trung vừa mới đặt chân xuống, lập tức nghe bên tai vang lên tiếng cười âm hiểm. Ha ha, ngươi trúng kế rồi. Đột nhiên, hai bóng người xuất hiện hai bên trái phải, kẹp ông ở giữa. Thì ra, thành Vũ Thánh bị đổ một góc tạo thành lỗ thủng, giúp cho hai vị cổ tiên chui vào. Giỏi cho tặc tử. Chu Trung kinh sợ vạn phần, cuống quyết phản kích. Nhưng rốt cuộc đã mất đi tiên cơ. Sau mấy hiệp, ông đã bị trọng thương, vô cùng nguy hiểm. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1382, Cổ tiên nô lệ 2. Định cho ta. Ngoài thành, một vị cổ tiên Tây Mạc đến gần, bỗng nhiên thi triển sát chiêu tiên đạo. Trong nháy mắt, Chu Trung bị trói gô, không thể động đậy. Hai vị cổ tiên bên cạnh ông nhe răng cười, đồng loạt ra tay đánh trúng lồng ngực Chu Trung. Chu Trung phun máu, như đạn pháo bay thẳng ra ngoài, đụng đổ rất nhiều kiến trúc ven đường, tốc độ dần dần giảm xuống, cuối cùng tê liệt rơi xuống bên trong một đống gạch ngói. Thân hình ông run lên nhẹ nhẹ, ra sức giãy giụa. Nhưng tác dụng còn lại của sát chiêu khiến cho tâm ông có thừa mà lực không đủ. Hai vị cổ tiên kia tiếp tục đánh tới, gương mặt Chu Trung không khỏi hiện lên sự tuyệt vọng. Chu Trung, hãy cố chịu đựng, ta đến đây. Trong thời khắc quan trọng, một bóng người vĩ ngạn ngăn trước mặt Chu Trung. Người mạnh nhất thành Vũ Thánh, Thái Thượng Đại Trưởng Lão.
hai vị cổ tiên Tây Mạc, cho dù có liên thủ với nhau cũng khó mà ngăn cản được sức mạnh của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Tu vi của vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão dường như đã đạt đến thất truyền đỉnh phong. Lúc này ông nén giận ra tay, uy lực tràn trề không thể ngăn cản. Hai vị cổ tiên Tây Mạc không có lực hoàn thủ, rất nhanh bị thương không nhẹ, vội vàng bỏ chạy về phía lỗ thủng trước đó. Nhưng vị cổ tiên cuối cùng là Trịnh Linh vẫn thao túng tiên cổ phòng, bằng tốc độ nhanh nhất tiến hành chữa trị cho lỗ thủng. Khi hai vị cổ tiên Tây Mạc chạy đến chỗ lỗ thủng, đã không cách nào bỏ chạy được nữa, đành dừng lại để phá lỗ thủng to ra. Nhưng trước thời khắc sinh tử, mỗi một giây một phút đều cực kỳ quan trọng. Cổ tiên Tây Mạc vốn không còn thời gian để làm hỏng lỗ thủng lần nữa. Trịnh Linh, làm tốt lắm. Thái Thượng Đại Trưởng Lão người Vũ mừng rỡ trong lòng. Lần này, tiên cổ phòng không ngừng được chữa trị, đã hình thành cục diện đóng cửa đánh chó. Một khi giết chết hai vị cổ tiên Tây Mạc này, bên phía người Vũ nhất định sẽ sĩ khí đại trấn. Cường địch xâm phạm sẽ bị trấn nhiếp, không còn người nào dám mù quáng xông vào tiên cổ phòng. Nhưng khi Thái Thượng Đại Trưởng Lão giết đến trước mặt hai vị cổ tiên Tây Mạc, dị biến đột nhiên phát sinh. Biểu hiện thất sắc trên gương mặt hai vị cổ tiên Tây Mạc không còn, thay vào đó là nụ cười âm hiểm. Cùng lúc đó, bốn vị cổ tiên Tây Mạc xuất hiện bên cạnh Thái Thượng Đại Trưởng Lão người Vũ. Mục tiêu chân chính của chúng ta vẫn là ngươi. Để lại mạng đi. Một vị cổ tiên dẫn đầu đương nhiên là Bạch Hải Sa Đà lên tiếng. Lúc này, khí thế ông ta bộc phát, xung thiên triệt địa, uy không thể đỡ, rõ ràng là tu vi bát chuyển. Thái Thượng Đại Trưởng Lão quá sợ hãi, vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hãm trong hiểm cảnh. Hỏng rồi, vị cổ tiên Trịnh Linh đang khống chế tiên cổ phòng, chủ trì đại cục vô cùng nôn nóng, vội vàng thôi động tiên cổ phòng ứng đối. Lực chú ý của hai bên đều tập trung vào chiến đoàn quan trọng nhất ở biên giới tiên cổ phòng. Lão Tổ Tông, ngài không có việc gì chứ? Vũ Phi hô to, nhào về phía cổ tiên Chu Trung đang bị trọng thương nằm trên mặt đất. Chu Trung bị trúng sát chiêu tiên đạo, hiệu quả còn chưa hết, vẫn còn nằm bên trong đống gạch vụn không thể động đậy. Là Tân Vương người Vũ, Chu Trung nhìn thấy Vũ Phi, thở dài một tiếng. Ông truyền âm, đi mau, nơi này không phải ngươi có thể lẫn vào. Nhưng Vũ Phi không quan tâm, nhào đến bên cạnh Chu Trung, thúc phàm cổ trị liệu. Lão Tổ Tông, ta đến cứu ngài. Chu Trung rất thưởng thức dũng khí của Vũ Phi, trong lòng cảm động, nhưng cũng bất đắc dĩ. Toàn thân ông vết thương vô số, đều do sát chiêu tiên đạo tạo thành. Trên vết thương tràn ngập đạo ngân, làm sao có thể một con phàm cổ có thể trị liệu được? Sao? Nhưng sau một khắc, hai mắt Chu Trung bỗng nhiên lồi ra, nhìn chằm chằm Vũ Phi trước mắt. Ngươi không phải Vũ Phi, ngươi! Chu Trung gầm lên, muốn phản kháng nhưng toàn thân lại không thể động đậy. Ông không thể kêu lên, phương nguyên đã phong ấn âm thanh của ông. Không sai, thừa dịp tiên cổ phòng bị công phá, phương nguyên đã lợi dụng định tiên du từ Bắc Nguyên bay đến gần lỗ thủng. Khi lực phòng ngự của tiên cổ phòng giảm xuống, phương nguyên đã tiến vào mà không để cho bất cứ người nào phát giác. Sau đó, hắn tìm đúng thời cơ, thừa dịp hai phe kịch chiến, lực chú ý đều tập trung vào những người đang chiến đấu. Hắn đã ra tay, ngụy trang thành Vũ Phi, thuận lợi tiếp cận Chu Trung. Bây giờ, hắn đang yên lặng thôi động tiên cổ nô lệ. Chu Trung phản kháng, biên độ càng lúc càng lớn. Nhưng sau một khắc, ông không còn phản kháng nữa, bị Phương Nguyên nô lệ thành công. Lập tức, ông đã trở thành người của Phương Nguyên. Cuối cùng cũng xong. Phương Nguyên mệt mỏi vô cùng. Hắn ra lệnh cho Chu Trung, mau đi thay thế Trịnh Linh tiếp quản toàn bộ thành Vũ Thánh. Vâng, chủ nhân. Chu Trung kéo cơ thể bị trọng thương của mình bay về phía trung tâm thành Vũ Thánh. Trịnh Linh trưởng lão, ngươi mau đi trợ giúp cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão, để ta thao túng tiên cổ phòng cho. Trịnh Linh vui mừng. Tình thế của Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã vô cùng không ổn. Mặc dù ông đang thao túng tiên cổ phòng, nhưng cả tòa thành Vũ Thành đang bị quân địch sử dụng thủ đoạn ngăn chặn, không thể phát huy được sức mạnh chân chính. Sử dụng sức mạnh thành Vũ Thánh, ngược lại không bằng Trịnh Linh tự mình đi trợ giúp.
thương thế của ngươi không sao chứ? Trịnh Linh muốn hành động nhưng gương mặt lại có chút do dự. Mau lên đi, đã đến lúc nào rồi chứ? Cho dù ta chết, ta cũng sẽ giữ vững Tiên Cổ Phòng. Chu Trung toàn thân đẫm máu hét lớn. Được, ta đi đây, ngươi cố chịu đựng. Trịnh Linh vội vàng gật đầu, hóa thành điện quang độn xạ mà đi. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang như lôi đình vang vọng toàn bộ màng nhĩ mọi người. Mỗi một lần nổ vang, toàn bộ thành Vũ Thánh đều lay động kịch liệt. Phương Nguyên đứng bên trong đống phế tích, cảm nhận được sự chấn động của thành Vũ Thánh, thân hình đứng trong bụi mù cuồn cuộn. Nô lệ cổ tiên quả nhiên còn khó khăn gấp trăm lần so với nô dịch đàn thú. Phương Nguyên cẩn thận cảm nhận áp lực hồn phách. Nô dịch sinh mệnh khác sẽ khiến cho hồn phách của cổ sư phải gánh vác rất lớn. Trước đó, ở Bắc Nguyên, trong cuộc chiến Vương Đình, Phương Nguyên chỉ huy ngàn vạn mãnh thú, nhưng cũng không phải tất cả đều trực tiếp nô dịch. Hắn thông qua nô dịch vạn thú vương, thiên thú vương, bách thú vương, gián tiếp khống chế toàn bộ đại quân đàn thú. Người là vạn vật chi linh, dã thú không có bao nhiêu trí tuệ, cho nên Phương Nguyên có thể nô dịch rất nhiều. Nhưng vừa nãy, Phương Nguyên nô lệ Chu Trung là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chu Trung có trí tuệ sâu xa và linh tính. Mặc dù nô lệ ông không thất bại, nhưng lại khiến cho hồn phách của Phương Nguyên phải gánh chịu rất nặng. Dù sao Chu Trung còn là một vị cổ tiên. Tiên cổ nô lệ cấp bậc lục chuyển chỉ có thể nô lệ cổ tiên lục chuyển. Cũng may là Chu Trung là người vũ, không phải nhân loại thuần chủng, linh tính vẫn còn kém một chút. Nếu ta nô lệ một cổ tiên nhân tộc, nói không chừng đã thất bại rồi. Trước kia, mặc dù ta tu hồn đạo, hồn phách đã có nội tình, nhưng chỉ cực hạn đối với phàm nhân. Đối với cấp độ cổ tiên mà nói, lại rất nông cạn. Lần này nô lệ Chu Trung, hồn phách của ta đã đánh mất linh động. Trước kia ta giống như một thanh niên bước đi như bay, nhưng bây giờ lại giống như một ông cụ. Chiến lực giảm xuống, nhưng có thể phát huy được hai thành ban đầu đã là không tệ rồi. Phương Nguyên cảm khái vạn phần. Lưu phái cổ đạo nào được hình thành đều có thể được xưng tụng là Bắc Đại Tinh Thâm. Nô đạo cũng giống như thế. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1383, thu phục vũ dân. Đến cấp độ cổ tiên cũng đã có sự phi phàm của nó, người ngoài nghề rất khó nắm giữ. Nói một cách trắng ra, Phương Nguyên chính là người ngoài nghề. Hắn hoàn toàn không hiểu bất kỳ sát chiêu nô đạo tiên cấp nào. Nếu có phối hợp với tiên cổ nô lệ, nói không chừng tình huống sẽ không hỏng bét như bây giờ. Nội tình của hắn rất nông cạn, chỉ có thể sử dụng một con tiên cổ nô lệ. Nhưng phối hợp với kinh nghiệm kiếp trước của hắn, còn có vầng sáng trí tuệ tính ra kế hoạch hành động, hắn đã đạt được thành công cực lớn. Chủ nhân, ta đã tiếp quản thành Vũ Thánh. Bây giờ Trịnh Linh đã chạy đến tường thành tiên cổ phòng trợ giúp Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Âm thanh của Chu Trung bỗng nhiên truyền vào bên tai Phương Nguyên. Phương Nguyên hưng phấn liếm môi, vô thức nắm chặt hai tay. Hắn thấp giọng ra lệnh, trước giết Vũ Phi thật sự cho ta. Hiện tại hắn đang ở trong diện mạo của Vũ Phi. Vũ Phi thật chính là sơ hở của hắn. Rất nhanh, âm thanh của Chu Trung lại truyền đến. Vũ Phi đã chết, hóa thành cho bụi rồi. Bây giờ chỉ có một mình Chu Trung khống chế thành Vũ Thánh. Làm chút chuyện này sẽ dễ hơn trở bàn tay. Rất tốt, ngươi hãy tận khả năng thử thao túng tiên cổ phòng thoát ly khỏi chiến trường. Phương Nguyên tiếp tục ra lệnh. Lần này, qua một hồi lâu mới truyền đến âm thanh vô cùng suy yếu của Chu Trung. Thật xin lỗi, chủ nhân, ta làm không được. Cả tòa tiên cổ phòng đã bị đối phương thi triển thủ đoạn khóa kín ngay tại chỗ. Phương Nguyên hừ một tiếng, lệ mang bắn ra trong mắt. Quả nhiên là như vậy. Trong lòng hắn cũng không có quá nhiều thất vọng. Ở kiếp trước, hắn thiết kế hãm hại, cuối cùng khiến người vũ tự sát, đạt được hồn phách cổ tiên người vũ Trịnh Linh. Trịnh Linh đích thân tham gia công phòng chiến thành Vũ Thánh. Cũng không trải qua bao lâu, ký ức vẫn còn rất mới. Hồn phách của ông ta không giống như Tuyết Tùng Tử bị đại năng hồn đạo động tay động chân,
Phương Nguyên rất nhẹ nhàng thông qua việc siêu hồn có được toàn bộ ký ức của ông. Chính nhờ ký ức này giúp cho Phương Nguyên giống như tự mình trải qua công phòng chiến thành Vũ Thánh. Cho nên, hắn mới có thể canh chuẩn thời cơ, mạo hiểm chui vào tiên cổ phòng. Thừa dịp hai bên còn đang kịch chiến thành công nô lệ cổ tiên Chu Trung. Cơ hội giống như vậy cũng không ít, nhưng cơ hội tốt nhất chỉ có lần này. Chu Trung bị sát chiêu tiên đạo khống chế, không thể động đậy. Điều này đã mang đến sự thuận tiện cực lớn cho Phương Nguyên. Từ bên trong hồn phách của Trịnh Linh, Phương Nguyên biết tiên cổ phòng thành Vũ Thánh đã bị quân địch khóa lại, không cách nào động đậy. Nhưng loại người như Phương Nguyên, nếu không tự mình thử một chút, hắn tuyệt đối không cam lòng. Sau khi nếm thử, quả nhiên không cách nào cướp được thành Vũ Thánh. Phương Nguyên đành phải lùi lại cầu việc khác, sống chết mặc bây, để tình thế tiếp tục phát triển. Cùng giống như kiếp trước, Chu Trung kéo cơ thể bị trọng thương, tiếp quản tiên cổ phòng, giải phóng chiến lực cho Trịnh Linh. Trịnh Linh đến trợ giúp cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão, kịch đấu với đàm người Bạch Hải Sa Đà. Trận kịch chiến này là trận quan trọng nhất trong công phòng chiến toàn bộ thành Vũ Thánh. Kết quả chiến đấu cũng giống như kiếp trước của Phương Nguyên. Đám người Bạch Hải Sa Đà bị đánh lui, đành phải thông qua lỗ thủng rút đi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão bị trọng thương sắp chết do bị đám cổ tiên Tây Mạc hợp lực nhằm vào. Về phần Trịnh Linh thì ngược lại tốt hơn một chút. Trận chiến kết thúc, tiên cổ phòng được chữa trị hoàn tất, không còn lỗ thủng, phòng ngự trở nên hoàn chỉnh. Nhưng Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã bị thương nặng không chữa được, chết ngay trong thành. Đánh mất chiến lực mạnh nhất, hai vị cổ tiên người Vũ cố gắng chống đỡ một đêm. Thấy chuyện không thể giải quyết, liền quyết định tráng sĩ chặt tay, bỏ qua tiên cổ phòng rút lui khỏi chỗ này. Bọn họ tập trung tất cả người Vũ lại, thôi động sát chiêu tiên đạo, thiên tùy nhân nguyện. Ta nguyện người dân tộc Vũ được sinh tồn. Ta nguyện người dân tộc Vũ được bảo vệ. Ta nguyện người dân tộc Vũ có thiên địa. Cổ tiên Tây Mạc ngồi nhìn, mặc cho người Vũ rời đi. Người Vũ vừa rời đi, bọn họ sẽ có được tiên cổ phòng thành Vũ Thánh hoàn chỉnh. Lần đầu tiên Phương Nguyên nhìn thấy sát chiêu thiên tùy nhân nguyện. Hắn cảm nhận được một luồng ánh sáng cường đại quét sạch tất cả người Vũ, đưa vào một con đường tràn ngập ánh sáng. Bản thân hắn giống như rơi vào một vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Qua một chén trà, ánh sáng xung quanh bỗng nhiên biến mất, chân Phương Nguyên một lần nữa đạp đất. Hắn cảm thấy chóng mặt vô cùng, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Người Vũ phàm nhân xung quanh thì ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Chỉ có hai vị cổ tiên người Vũ là Chu Trung và Trịnh Linh là vẫn còn đứng vững, vô cùng cảnh giác. Phương Nguyên âm thầm lắc đầu, xem ra sau khi ta nô lệ Chu Trung xong, chiến lực bản thân đã không còn gì có thể mong đợi. Nơi này là nơi nào? Cổ tiên người Vũ Chu Trung nhìn xung quanh. Cổ tiên người Vũ Trịnh Linh thì biến sắc, đột nhiên nói, hỏng rồi. Nơi này là phúc địa tiên khiếu của cổ tiên nào đó. Chúng ta được xem là địa tai giáng xuống chỗ này. Thái Bạch Vân Sinh dẫn đầu, Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử chia thành hai bên, chậm rãi bay đến chỗ người Vũ. Kiếp trước, Phương Nguyên trợ giúp Thái Bạch Vân Sinh độ kiếp, không mời Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên muốn nhờ địa tai gõ các nàng, nên mới mời các nàng đến trợ giúp. Gương mặt Thái Bạch Vân Sinh vẫn không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lúc trước Phương Nguyên tìm ta, nói hắn có thể đoán được tai kiếp này là gì, bảo ta nên làm như thế nào, ta còn không dám tin. Bây giờ xem ra, tất cả đều như hắn sở liệu. Trận tai kiếp này, ta nhất định có thể vượt qua. Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử âm thầm chấn kinh. Vũ dân thành hỏa vốn hiếm có kỳ lạ, nhưng Phương Nguyên vẫn có thể chuẩn xác dự đoán được đây là khái niệm gì chứ. Thiên kiếp địa tai sở dĩ khó vượt qua, nguyên nhân chủ yếu trong đó chính là khó mà dự đoán. Hiện tại Phương Nguyên có bản lĩnh này, quả thật là lợi khí thần binh độ kiếp. Chỉ cần trước khi độ kiếp chuẩn bị tất cả, tất nhiên có thể nâng cao khả năng thành công đến một trình độ khủng bố. Tâm cổ tiên Trịnh Linh như chìm vào đáy cốc. Kiếp trước, khi ông nhìn thấy Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh, ông còn sinh lòng khinh thường. Nhưng kiếp này,
nhìn thấy Lê Sơn Tiên Tử thất truyền, Hắc Lâu Lan Đại Lực Chân Vũ Thể và Thái Bạch Vân Sinh cùng nhau bay đến. Nhất là ba người không hề che giấu khí tức tiên cổ, không khỏi mang đến áp lực cực lớn cho chị Linh. Chu Trung thì không cần phải nói. Sau khi Thái Bạch Vân Sinh để lộ tiên cổ Giang Sơn như cũ, cổ tiên người Vũ Định nhằm vào tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh mà uy hiếp lại trở nên yếu ớt vô cùng. Kiếp trước, chỉ dựa vào Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh đã có thể đùa bỡn người Vũ trong tay. Lần này, không chỉ tăng thêm viện thủ Hắc Lâu Lan, Lê Sơn Tiên Tử cường đại như vậy, mà trong số người Vũ, Vũ Phi và Chu Trung đều là nội gian. Sau một trận đánh cược, Trịnh Linh một lần nữa bị tiêu diệt. Nhưng đám người Thái Bạch Vân Sinh không hề cưỡng bức người Vũ. Đây là sai lầm của Phương Nguyên kiếp trước. Kiếp này sẽ không phạm vào. Tính tình của người Vũ này khác với người Vũ trên thị trường. Bọn họ sinh hoạt bên trong tiểu thế giới lục thiên, ngăn cách bởi truyền thừa. Có bản tính của người Vũ thời cổ đại, tình nguyện tự sát cũng không muốn đánh mất tự do. Cho nên, Thái Bạch Vân Sinh cũng không ước thúc bọn họ mà giả mù sa mưa thương lượng với bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1384, Thuận theo tự nhiên 1. Dưới sự lãnh đạo của Chu Trung và Vũ Phi, đám người Vũ đều chuyển đến phúc địa tinh tượng. Có người Vũ, Phương Nguyên phát triển ở Tây Mạc đã tiến lên một giai đoạn mới, tiền đồ sáng lạn. Đây không phải là thu hoạch duy nhất của hắn. Sau đó, Hắc Lâu Lan bóng gió nói hắn suy tính tai chuyện tai kiếp sắp đến của nàng. Phương Nguyên cố ý cười khổ, hỏi ngược một câu, ngươi cảm thấy ta có năng lực đó sao? Ngươi đừng quên, Tử Sơn Chân Quân là sư phụ của ta, đồng thời Thái Bạch Vân Sinh cũng là đồ đệ của ông ấy mà. Hắc Lâu Lan nghĩ thầm, quả là thế, năng lực này quá mức cường đại, không phải Phương Nguyên có thể có được, thì ra là Tử Sơn Chân Quân ra tay. Không khỏi nói, Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử càng thêm kiêng kỵ Tử Sơn Chân Quân. Phương Nguyên gõ hai nàng, trong tương lai khống chế phần thiên ma nữ cũng có chỗ tốt. Chỉ là sau khi hắn nô lệ Chu Trung xong, hồn phách phải gánh rất nặng, ngay cả luyện chế phàm cổ mộng đạo cũng bị ảnh hưởng. Điều này khiến cho Phương Nguyên đối với cốc lạc phách càng thêm hy vọng mãnh liệt. Nếu hắn có thể lấy cốc lạc phách và núi đáng hồn, cho dù hắn không phải chủ tu hồn đạo, nội tình hồn phách cũng có thể tăng nhanh. Nhưng hiện tại không phải là lúc tiến về cốc lạc phách. Kiếp trước, hồn phách Hắc Thành rơi vào tay Hắc Lâu Lan, thông qua sư hồn mới có được tin tức, đồng thời mang lại nhiều trợ giúp cho Phương Nguyên. Phương Nguyên biết, hiện tại cốc lạc phách đang được Ảnh Tông cải tạo thành cứ điểm bí mật, bố trí rất nhiều cổ trận, phòng ngự vô cùng xâm nghiêm. Nếu ở kiếp trước, Phượng Cửu Ca dẫn đầu cổ tiên Trung Châu tấn công, cốc lạc phách không có một ai. Chỉ dựa vào những cổ trận này cũng có thể chống đỡ cho đến khi đám người Tần Bách Thắng trở về. Hiện tại, cổ tiên Ảnh Tông đều đang có mặt tại cốc lạc phách, so với đầm rồng hang hổ còn muốn đáng sợ hơn. Phương Nguyên đang đợi thời cơ chín muồi. Phương Nguyên rất có kiên nhẫn. Sau khi trợ giúp Thái Bạch Vân Sinh thành công độ kiếp, Phương Nguyên vừa luyện chế phàm cổ mộng đạo hái quả xuân mộng, vừa tăng cường kinh doanh cổ can đảm, u hỏa long mãng. Rất nhanh, mỗi tháng tiền lợi nhuận mà hắn kiếm được vượt qua cùng thời kỳ kiếp trước, đột phá con số 2.000. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, kiếp trước Phương Nguyên cần rất nhiều thời gian tìm hiểu rõ ràng, cẩn thận lựa chọn đối tượng mua bán thích hợp, nhất là Tây Mạc. Kiếp này, bởi vì đã có kinh nghiệm của kiếp trước, Phương Nguyên xe nhẹ đường quen liên lạc người mua, bớt đi nhiều trình tự và thời gian, kiếm được lợi nhuận từ rất sớm. Thứ hai, người lông trong thạch tổ Phương Nguyên được giải phóng, ngày đêm luyện chế cổ can đảm, không giống như kiếp trước, vừa phải luyện chế cổ tinh niệm. Thứ ba, Phương Nguyên cũng không có ý định di chuyển phúc địa tinh tượng. Hắn đã đạt thành minh ước mới với đám người Hắc Lâu Lan. Tương lai có thể sẽ chuyển đi, nhưng bây giờ thì không cần. Thứ tư, có người Vũ tạo thành thương đội, tiến hành mậu dịch, dẫn đến Phương Nguyên rất nhanh nhìn thấy được hiệu quả ở Tây Mạc. Tác dụng của người Vũ đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng Phương Nguyên chỉ lướt qua mà thôi,
cũng không sai phái hết tất cả mấy vạn người Vũ. Hắn còn có một kế hoạch lâu dài khác. Hắn muốn dựa vào số nhân khẩu đang có, sinh sôi ra thêm người Vũ, trong tương lai có thể buôn bán nô lệ người Vũ. Về phương diện buôn bán nô lệ, mặc dù người Vũ kém người Lông, nhưng mạnh hơn người Đá rất nhiều. Nhất là thế lực Tây Mạc, hàng năm hy sinh số lượng người Vũ không ít. Vì thế nhu cầu đối với nô lệ người Vũ trên thị trường vẫn không hề giảm xuống. Phương Nguyên kiên nhẫn phát triển, tích lũy tiên nguyên thạch, đồng thời cũng không quên tích lũy tiên tài luyện cổ. Thời gian trôi qua, Phúc Địa Lang Gia lại bị cường địch xâm lấn. Địa Linh Lang Gia biết thế địch mạnh, đành phải cầu viện Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh. Kiếp này, nhờ có Phương Nguyên chỉ dẫn trước, tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh hầu như không bị tổn thất gì. Sau khi nhận được tin, hai người cùng đến Phúc Địa Lang Gia. Bên trong Phúc Địa Lang Gia tràn ngập biển mây mênh mông, đưa tay không thấy năm ngón. Đây chính là thập nhị ba Vân Mê Lan trận. Địa Linh Lang Gia giới thiệu, còn đây là kẻ địch đánh tới. Địa Linh Lang Gia vung tay quét qua. Trước mặt Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh hiện ra mấy người. Tần Bách Thắng, Khương Ngọc Tiên Tử, Hắc Thành, Tuyết Tùng Tử, Hạ Lang Tử, còn có Hồi Phong Tử, Tiên Cương Viêm Hoàng Lôi Trạch, là bọn họ. Phương Nguyên làm ra vẻ kinh ngạc. Ngươi biết những người này? Địa Linh Lang Gia hỏi. Phương Nguyên gật đầu, biểu hiện nghiêm túc, thực lực của những người này cực mạnh. Dẫn đầu là Tần Bách Thắng, mặc dù chỉ là thất truyền, nhưng có thể địch lại cổ tiên bát truyền. Địa Linh Lang Gia lập tức giật mình, lợi hại như vậy sao? Phương Nguyên chỉ vào những người khác, nói, vị này là Khương Ngọc Tiên Tử, có được tiên cổ ám độ. Đây là Hắc Thành, cổ tiên trưởng lão cầm quyền thế lực siêu cấp Hắc Gia, trong tay ông ta đang nắm giữ tiên cổ phòng. Còn có Tuyết Tùng Tử, ngươi đừng nhìn hắn ta chỉ có tu vi lục truyền, nhưng hắn ta là thành viên của Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Phía sau còn có chỗ dựa là Tuyết Hồ Lão Tổ bát truyền. Người kia là Hạ Lang Tử, cổ tiên biến hóa đạo, chiến lực cực mạnh. Lúc trước Tuyết Hồ Lão Tổ muốn mời chào gã, nhưng gã không thèm nể mặt. Tiếp theo là Hồi Phong Tử, là đại năng phong đạo, cảnh giới phong đạo thâm bất khả chắc, được giới cổ tiên Bắc Nguyên công nhận là đệ nhất nhân về tốc độ, từng đào thoát trong tay rất nhiều cổ tiên bắt chuyển. Phương Nguyên nói một câu, tâm trạng của Địa Linh Lang Gia lại nặng nề thêm một phần. Khi Phương Nguyên giới thiệu xong, sắc mặt của Địa Linh Lang Gia đã ngưng trọng vô cùng. Lão chỉ vào cổ tiên áo bào đen thần bí, không nghĩ đến địch nhân lại cường đại như thế. Thế còn vị cổ tiên này là thần thánh phương nào? Phương Nguyên đương nhiên biết gã là ai, nhưng lúc này lại làm ra vẻ nghi hoặc. Hắn trầm ngâm nói, người này che chắn diện mạo, lại có sát chiêu tiên đạo trên người, thần bí khó lường. Đợi ta tính toán đã. Nói xong, hắn bấm ngón tay, tinh quang toàn thân lan tràn, toát ra khí tức tiên cổ, làm như thật. Hành động này lập tức lừa gạt được Địa Linh Lang Gia. Lão không khỏi nghĩ thầm, mặc dù trước kia ta đã từng nhiều lần tìm đến Phương Nguyên, nhờ hắn suy tính tiên cổ phương dùm ta, nhưng đây là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy hắn suy tính. Hắn sử dụng tiên cổ nào, ta cũng không rõ lắm. Nhưng nhìn biểu hiện này, dường như cảnh giới trí đạo của hắn không thấp. Tinh mang trong mắt Phương Nguyên dần dần tiêu tán, sắc mặt trở nên nặng nề. Khá lắm, vị cổ tiên thần bí này rất có lai lịch, là một vị tiên cương, hơn nữa còn là một trong thập tuyệt thể, Viêm Hoàng Lôi Trạch thể. Ngươi nhanh như vậy đã suy tính ra rồi sao? Địa Linh Lang Gia có chút kinh ngạc. Một bên, Thái Bạch Vân Sinh cười ha hả. Đương nhiên rồi, cảnh giới trí đạo của Phương Nguyên là tông sư mà. Tông sư trí đạo. Địa Linh Lang Gia chấn động trong lòng, một lần nữa dò xét Phương Nguyên, có vẻ lau mắt mà nhìn. Phương Nguyên rất bình tĩnh, hạ thấp giọng nói với Địa Linh Lang Gia, địch quân thế lớn như vậy, chỉ sợ lần này sẽ gặp nguy hiểm. Địa Linh Lang Gia cười ha hả, không sao, chỉ cần kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa, cổ tiên mạnh hơn ta cũng có thể bắt sống. Ồ, Phương Nguyên nhướng mày, ra vẻ tò mò, thử dò xét Địa Linh Lang Gia, xem ra ngươi còn có cường viện. Địa Linh Lang Gia mỉm cười đắc ý, vốn không muốn nói gì thêm.
nhưng bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, ngược lại thăm dò Phương Nguyên. Tuổi của ngươi còn nhỏ, nhưng lại là tông sư chí đạo. Nói thật, đúng là vượt quá sự tưởng tượng của ta. Ngươi không ngại tính toán lần này ta nắm chắc đối địch ở đâu chứ? Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1385, Thuận theo tự nhiên 2. Phương Nguyên đương nhiên biết, sự tự tin của Địa Linh Lang Gia nằm ở tiên cổ phòng luyện lô bắt chuyển. Nhưng hắn vẫn làm ra vẻ suy tính, giống như đang gặp phải khó khăn. Cuối cùng, hắn thừa nhận thất bại, ta tính không ra. Thực không dám giấu giếm, lúc trước ta cũng đã từng suy tính qua Phúc Địa Lang Gia, nhưng đều không thu hoạch được gì. Lần này cũng không ngoại lệ. Ha ha, Địa Linh Lang Gia ngửa đầu cười to. Lão đắc ý vỗ vai Phương Nguyên, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Tiên cổ phòng công phòng nhất thể, bát truyền luyện lô tất nhiên cũng như vậy. Thủ đoạn phòng ngự này tuyệt không chỉ phòng ngự công kích mà còn có thể phòng ngự người khác suy tính. Phương Nguyên thất bại đều nằm trong dự liệu của Địa Linh Lang Gia. Lão cho rằng điều này nên thế. Cho dù Phương Nguyên có xuất sắc hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có tu vi lục truyền. Tiên cổ có huyền diệu cũng không chống đỡ được tiên cổ phòng luyện lô bắt chuyển. Suy tính không ra là chuyện bình thường. Nhưng nếu ta tính ra, chỉ sợ sẽ khiến Địa Linh Lang Gia kiêng kỵ. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Mặc dù Địa Linh cố chấp và đơn thuần nhưng cũng không phải vô tri. Nhất là bản thể của Địa Linh Lang Gia, Trường Mao Lão Tổ là nhân vật truyền kỳ. Khi còn sống, lão có một người bạn tâm giao là Cổ Tiên Chí Đạo, tác giả của Tam Tôn Thuyết, cũng rất đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử. Cho nên, Địa Linh Lang Gia rất rõ ràng phạm vi năng lực của Cổ Tiên Chí Đạo. Nếu Phương Nguyên suy tính ra điều gì, điều này rõ ràng đã vượt qua năng lực Cổ Tiên Chí Đạo của hắn, tất sẽ khiến Địa Linh Lang Gia cảnh giác và ngờ vực. Lão sẽ nghĩ rằng, chỉ dựa vào Phương Nguyên làm sao có thể suy tính ra, rõ ràng phía sau, hắn còn có người tài, mà đại năng này lại vô cùng lợi hại, có thể phá vỡ phòng ngự của luyện lô, suy tính được bố trí bên trong phúc địa. Nghĩ như vậy, Địa Linh Lang Gia tất nhiên sẽ vô cùng cảnh giác, sẽ đề phòng Phương Nguyên. Nên biết rằng, Địa Linh Lang Gia là chấp niệm của Trường Mao Lão Tổ tạo thành, mà Trường Mao Lão Tổ lại là người Lông. Đối với nhân tộc, thậm chí là những dị tộc khác đều có sự đề phòng, từ tính tính và lời nói của Địa Linh Lang Gia là có thể thấy được. Sở dĩ Phương Nguyên tiếp cận Địa Linh Lang Gia, nguyên nhân chủ yếu là vì lão đã kế thừa được truyền thừa nào đó của Đạo Thiên Ma Tôn. Ngại ước định giữa bản thể và Đạo Thiên Ma Tôn, Địa Linh Lang Gia nhất định phải trợ giúp Phương Nguyên luyện cổ 3 lần. Nếu không, Phương Nguyên làm sao có thể lấy thân phận nhân tộc tiếp cận Địa Linh Lang Gia chứ? Mặc dù Phương Nguyên cần luyện chế tiên cổ tinh niệm, tiên cổ toàn lực ứng phó, nhưng cho đến nay, hắn cũng không muốn tiêu hết cơ hội luyện cổ cuối cùng này, chính là muốn tiếp cận Địa Linh Lang Gia. Địa Linh Lang Gia sinh sống vô số năm bên trong Phúc Địa Lang Gia, vãng lai với bên ngoài. Ngoại trừ mua bán tiên tài bên trong Bảo Hoàng Thiên, cũng chỉ có Mặc Thản Tang. Lão biết đạo lý mang ngọc có tội, cho nên vẫn luôn thấp điệu. Đồng thời đối với người khác cũng đều có thái độ không tin tưởng. Trước đó, thực lực Phương Nguyên không mạnh, Địa Linh Lang Gia sẽ không quá mức kiêng kỵ và nghi kỵ hắn. Nhưng khi hắn dần dần thể hiện mặt siêu phàm của mình, Địa Linh Lang Gia tất nhiên sẽ có sự cảnh giác và bất an. Phía trên giường nằm sao có thể để người khác ngủ ngáy chứ? Trước kia, Phương Nguyên chỉ là thỏ trắng bé nhỏ. Hiện tại, hắn đã có tu vi tông sư chí đạo. Phương Nguyên có thể được xem là một con rắn độc. Sau đó, sự việc phát triển giống như kiếp trước. Phương Nguyên được Địa Linh Lang Gia an bài trấn thủ một Vân Các. Nhưng trước đó, Phương Nguyên đã đưa ra đề nghị triệu tập Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử tham chiến. Thái Bạch Vân Sinh cũng ở một bên đảm bảo. Nhưng Địa Linh Lang Gia lại từ chối. Phương Nguyên đối chiến với Tuyết Tùng Tử, lần này không sử dụng kế sách đánh lén như kiếp trước mà là quang minh chính đại, đánh ngay chính diện. Mặc dù thanh thế to lớn mạnh mẽ hơn so với kiếp trước, nhưng chiến quả lại không lớn.
Phương Nguyên dây dưa giằng co với Tuyết Tùng Tử. Không bao lâu sau Ảnh Tông đến trợ giúp, Phương Nguyên liền chủ động rút lui. Giết Tuyết Tùng Tử cũng chẳng có lợi. Trên người hắn ta có tiên cổ, cũng có cổ thọ nhưng rất khó cướp được. Ngược lại chi bằng thả hắn ta, để sau đó không lâu đối phó với cổ tiên Trung Châu. Phương Nguyên đương nhiên cũng nghĩ đến việc nhắc nhở Địa Linh Lang gia lợi dụng luyện lô bắt đám người Ảnh Tông. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, hắn bỏ đi ý niệm này. Đầu tiên, hắn muốn giải quyết Ảnh Tông, phong hiểm rất lớn. Chiến lực Tần Bách Thắng rất mạnh, Phương Nguyên không hề có niềm tin. Ảnh Tông và Cương Minh dường như có mối liên hệ bí ẩn. Nước nơi này rất sâu. Tiếp theo, cho dù giải quyết Ảnh Tông, thu hoạch của Phương Nguyên cũng không lý tưởng. Tác dụng lớn nhất của luyện lô, nếu thắng, Địa Linh Lang gia tất nhiên sẽ có được nhiều chiến lợi phẩm nhất. Cốc lạc phách của Ảnh Tông sẽ bị cổ tiên Trung Châu tấn công. Phương Nguyên cũng sẽ không chiếm được cốc lạc phách. Tiếp theo, Phương Nguyên vẫn còn cần Ảnh Tông Bắc Nguyên ngăn cản cổ tiên Trung Châu. Mặc dù không biết cổ tiên Trung Châu điều tra Phương Nguyên làm thế nào tìm ra được Ảnh Tông, nhưng đây là cục diện mà Phương Nguyên muốn nhìn nhất. Nếu giết Ảnh Tông, chẳng khác nào dọn sạch chướng ngại cho cổ tiên Trung Châu. Nếu chẳng may cổ tiên Trung Châu tìm đến Phương Nguyên, hắn nên làm thế nào cho phải? Cuối cùng, Phương Nguyên từ trên người tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch suy đoán ra được hắc thủ phía sau đại chiến núi Nghĩa Thiên rất có thể là Ảnh Tông. Nếu giết bọn họ, tất sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn, dẫn đến khi đại chiến núi Nghĩa Thiên diễn ra, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn kiếp trước. Chuyện ngoài ý muốn nhiều quá, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến bố cục của Phương Nguyên, khiến cho kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị không dùng được. Cho nên, công phòng chiến phúc Địa Lang gia, Phương Nguyên dự định thuận theo tự nhiên. Thay đổi kết quả của trận chiến này, không chỉ phong hiểm rất lớn, mà hại còn lớn hơn lợi. Ghê tởm, tại sao lại vào thời điểm này? Tần Bách Thắng nắm chặt tay, nhìn chiến cuộc trước mắt, không cam lòng lẫn bất đắc dĩ. Rút lui. Nửa ngày sau, ông ta thở dài một tiếng rồi hạ lệnh. Tại sao lại rút lui? Khương Ngọc Tiên Tử kinh ngạc hỏi. Cốc Lạc Phách bị người ta công kích là đám cổ tiên Trung Châu đang điều tra vụ lầu Chân Dương bị sụp đổ. Tần Bách Thắng truyền âm. Tại sao bọn họ lại điều tra đến chúng ta? Chẳng lẽ là thiên ý? Cơ thể mềm mại của Khương Ngọc Tiên Tử hơi chấn động. Thiên ý mênh mông to lớn, chỉ sợ là thế. Động tác vừa nãy của chúng ta cũng chỉ là chuẩn bị cuối cùng cho đại kế, nhưng lại bị thiên ý cản trở. Tương lai núi Nghĩa Thiên, thiên ý trở ngại không biết còn kinh khủng như thế nào. Tần Bách Thắng thở dài một tiếng. Hai người trò chuyện đều là bí mật truyền âm, trong điện quang hỏa thạch, người ngoài không thể biết được. Rất nhanh, dưới mệnh lệnh của Tần Bách Thắng, đám người Ảnh Tông rút khỏi phúc Địa Lang gia. Bọn chúng rút lui rồi. Thái Bạch Vân Sinh thở ra một hơi. Đáng hận, lại để cho ông ta chạy trốn. Hắc Lâu Lan nắm chặt tay, nghiến răng nói. Lê Sơn Tiên Tử im lặng không nói, cau mày, biểu hiện ưu sầu. Đám người Lông đầu tiên là gieo hò, sau đó là thương xót người thân. Trận chiến vừa rồi, bọn họ không những có người hy sinh, hơn nữa còn có phản đồ. Thế sự khó liệu, sinh tử thảm liệt ở ngay trước mắt, khiến cho đám cổ tiên người Lông cả ngày chỉ biết luyện cổ bị đả kích rất lớn. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1386, gia nhập phái Lang gia. Địa Linh Lang gia giải khai chiến trận thượng cổ Thiên Bà Toa La, hai mắt lão đỏ bừng, hung tợn nhìn chằm chằm theo hướng đám người Tần Bách Thắng rời đi. Đám người kia thật sự cho rằng tộc người Lông ta dễ khi dễ sao? Sỉ nhục hôm nay, một ngày nào đó, tộc người Lông chúng ta sẽ bắt các ngươi dùng máu tươi để rửa sạch. Trận chiến này, bởi vì Phương Nguyên không nhúng tay vào, dẫn đến kết quả cũng gần giống kiếp trước. Đầu tiên là đám người Phương Nguyên trấn thủ phàm cổ phòng Vân Các, kết quả vào phút cuối cùng bị Ảnh Tông một đường quét sạch, giải trừ đại trận thập nhị ba Vân Mê Lan. Một vị cổ tiên người mặc bị Tần Bách Thắng giết chết chỉ trong một giây.
kế hoạch kéo dài thời gian chiến đấu của Địa Linh Lang Gia bị phá hỏng nghiêm trọng. Lão cùng đường mạt lộ, gấp đến độ phải đi vòng vòng. Kiếp trước, vào lúc quan trọng này, Địa Linh Lang Gia đã thay đổi. Nhưng kiếp này, thừa dịp thời cơ đến, Phương Nguyên lập tức đề nghị bày mưu tính kế cho Địa Linh Lang Gia, yêu cầu lão sử dụng chiến trận thượng cổ. Trong lúc Địa Linh Lang Gia đang hoang mang lo sợ, nghe được tin tức này, vội vàng tiếp thu. Chiến trận thượng cổ và sát chiêu chiến trường hiện tại vẫn có chỗ khác biệt. Đạo ngân trong chiến trận thượng cổ có hại cho phúc địa, nhưng so với sát chiêu chiến trường thì nhỏ hơn nhiều. Địa Linh Lang Gia đã cùng đường mạt lộ, đành phải sử dụng thiên bà toa la. Lúc này Phương Nguyên lại đề nghị, chỉ dựa vào mấy người chúng ta làm sao có thể ngăn cản đối phương. Nhất định phải tăng cường nhân thủ. Nhưng Địa Linh Lang Gia lại do dự. Lão có hơn 10 cổ tiên người Lung Nhưng đều đang ở phía sau điều khiển tiên cổ phòng bắt chuyển luyện lô. Nhất là lão đã phát hiện có nội gian. Phương Nguyên đã sớm nghĩ đến phản ứng của Địa Linh Lang Gia, liền đề nghị người bên cạnh mình. Địa Linh Lang Gia cau mày. Lão rất bài xích người là, chỉ mong càng ít người biết phúc Địa Lang Gia càng tốt. Phương Nguyên mỉm cười nói, Địa Linh, ngươi yên tâm đi. Ta và ngươi quan hệ như thế nào chứ? Ta nhất định sẽ giữ bí mật cho ngươi, sẽ không tiết lộ tin tức về phúc Địa Lang Gia. Chỉ cần gọi bọn họ đến đây, sắp xếp cho bọn họ vào bên trong thiên bà toa la, để bọn họ xuất lực đối chiến. Sau đó ngươi trả chút thù lao là được. Địa Linh Lang Gia vốn không muốn đồng ý, nhưng thế công đám người Tần Bách Thắng càng lúc càng mạnh, cho dù đã sử dụng thiên bà toa la nhưng vẫn liên tục bại lui. Địa Linh Lang Gia bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận đề nghị của Phương Nguyên. Như vậy, Phương Nguyên đã nhét Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử vào trong thiên bà toa la, giúp cho uy lực chiến trận tăng lên. Nhưng Hắc Thành nắm giữ tiên cổ phòng Hắc Lao, hoàn toàn có thể chống lại thiên bà toa la một cách chính diện. Ngũ chỉ quyền tâm kiếm của Tần Bách Thắng lại càng sắc bén phi phàm, nhiều lần khiến cho thiên bà toa la bị trọng thương. Tình thế chỉ trì hoãn được một lát, sau đó một lần nữa thất bại. Địa Linh Lang Gia không thể không hủy tường đông bổ tường tây, đưa cổ tiên người Lông trong luyện lô vào thiên bà toa la. Bên trong kịch chiến, mặt khác của Địa Linh Lang Gia cũng đã xuất hiện. Sau khi điều khiển liên tục ba nhóm, Tần Bách Thắng rốt cuộc đã đợi được cơ hội, phát động nội gian, giải trừ luyện lô. Cuối cùng, ông ta đã đoạt được rất nhiều tiên cổ hạch tâm của luyện lô, sau đó vội vàng rút lui, mang theo Tuyết Tùng Tử, còn có hai vị cổ tiên người Lông nội gian. Sau cuộc chiến, Phương Nguyên đã đưa định tiên du cho Thái Bạch Vân Sinh để ông dẫn Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử rời đi, cũng không ở lâu. Như thế, hắn cũng đã hoàn thành một nội dung trong minh ước mới được ký kết cách đây không lâu. Hắn đã cung cấp cơ hội để Hắc Lâu Lan giết Hắc Thành. Chỉ là không nắm bắt được cũng không có nghĩa là Phương Nguyên không thực hiện điều lệ minh ước này. Mặc dù sau đó Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử đã có rất nhiều thắc mắc và hiếu kỳ về phúc Địa Lang Gia, nhưng Phương Nguyên vẫn không hề trả lời. Trong minh ước cũng không quy định tất cả tin tức đều phải chia sẻ với nhau. Phương Nguyên đã có nơi cung cấp suy đoán tiên tri, làm sao có chuyện rời tảng đá nện chân mình chứ? Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử đều cảm thấy bất đắc dĩ, càng thấy Phương Nguyên thần bí khó lường, bối cảnh không thể khinh thường, lại có thể móc nối với sự tồn tại kỳ diệu như vậy. Không khỏi liên tưởng đến sư tôn của Phương Nguyên là Tử Sơn Chân Quân, lại càng tăng thêm nhiều ngờ vực. Đầu tiên là chủ động mượn cổ thái độ, hiện tại dựa vào phúc Địa Lang Gia liên tục gõ Hắc Lâu Lan hai lần. Điều này càng khiến cho Phương Nguyên có lòng tin đối phó với phần thiên ma nữ. Đồng thời, cũng vì sự hợp tác với nhóm người Hắc Lâu Lan đánh chiếm phúc Địa Lang Gia sau này mà chôn xuống một phục bút nho nhỏ. Nếu có khả năng, Phương Nguyên càng muốn độc chiếm phúc Địa Lang Gia. Nhưng nhiều khi, suy nghĩ thì tốt, nhưng hiện thực lại rất khó ăn. Đây cũng được xem là Phương Nguyên vì bất chắc trong tương lai mà chuẩn bị không có ý nghĩa. Địa Linh Lang Gia biến thành tính cách thứ hai, giống như kiếp trước. Sau cuộc chiến lập tức chuẩn bị di chuyển phúc Địa Lang Gia, đồng thời cải cách, thành lập phái Lang Gia, mời Phương Nguyên làm Thái Thượng Trưởng Lão khách khanh. Phương Nguyên đồng ý ngay.
Nói về thủ lao tham chiến lần này, Phương Nguyên cũng không đòi tiên cổ Phương Cổ toàn lực ứng phó, mà yêu cầu địa linh lang ra trợ giúp mình một điều. Một lúc nào đó trong tương lai, nếu Phương Nguyên lâm vào hiểm cảnh, phái lang gia nhất định phải điều động cổ tiên đến cứu Phương Nguyên, ngay lập tức. Như vậy, Phương Nguyên đã đưa tất cả cổ tiên người lông trong phúc địa lang gia lên cùng một chiến xa với mình. Địa linh lang gia chợt giao cho Phương Nguyên một nhiệm vụ, bảo hắn đến chỗ sâu trong băng nguyên, liên lạc với người đá dưới lòng đất và bộ tộc người tuyết. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ đưa cho ngươi một phần tiên cổ Phương. Chỉ khi nào ngươi cống hiến đầy đủ cho môn phái, ngươi có thể dùng điểm cống hiến của mình đổi lấy tiên cổ Phương. Địa linh lang gia vẫn không thôi nghi ngờ Phương Nguyên. Tâm tư Phương Nguyên chuyển động, trước ta có thể nhìn thấy những tiên cổ Phương đó được không? Đương nhiên rồi. Sau khi xem xong, dù kiến thức Phương Nguyên rộng rãi, cũng không khỏi tim đập thình thịch. Tiên cổ bên trong phúc địa lang gia chỉ có mấy chục con, nhưng số lượng tiên cổ Phương khiến Phương Nguyên khó mà đoán trước được. Ít ra địa linh lang gia cho Phương Nguyên nhìn thấy có hơn 200 tấm. Phương Nguyên rất nhanh nhìn thấy có không ít tiên cổ Phương thích hợp với bản thân. Hắn lại hỏi, ta có thể lựa chọn những nhiệm vụ khác không? Nhưng đã bị địa linh lang gia từ chối. Phái lang gia của ta vừa mới thành lập, bách phế đãi hưng, đương nhiên là có rất nhiều việc cần người xử lý. Nhưng nhiệm vụ này là nguy hiểm nhất, vì thế mới giao cho ngươi. Dù sao ngươi chết thì cũng đã chết rồi, ta cũng không đau lòng. Cổ tiên người lông cũng không thể chết dễ dàng như vậy được. Địa linh lang gia nói thật, khiến cho Phương Nguyên dở khóc dở cười, nhưng ngược lại có chút an tâm. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta muốn sáng tạo đại thế người lông. Không thể thiếu sự giúp đỡ của các dị tộc. Ta cũng có phương pháp biến hóa đạo để ngươi chuyển hóa thành người lông. Đợi đến khi ngươi chân chính trở thành người lông, ta sẽ mở kho tàng tiên cổ để ngươi dựa vào điểm cống hiến mượn tiên cổ hoặc đổi tiên cổ. Ha ha ha, địa linh lang gia vỗ vai Phương Nguyên, khích lệ hắn. Chỉ là lời khích lệ này không khỏi thẳng thắn quá mà thôi. Nhưng Phương Nguyên cũng không so đo. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1387, Uy Năng Tông Sư Chí Đạo 1. Hắn chỉ suy nghĩ một vấn đề, có thể sử dụng gặp mặt từng quen biết để biến thành người lông lừa gạt địa linh lang gia hay không. Nhưng rất nhanh hắn đã từ bỏ suy nghĩ này. Không nói đến, hiện tại hắn đang nắm giữ phiên bản gặp mặt từng quen biết không được trọn vẹn. Hơn nữa, gặp mặt từng quen biết lại có được từ trong tay địa linh lang gia. Mặc dù lão thẳng thắn nhưng không có nghĩa là lão ngu xuẩn. Biến thành người lông thì không rồi. Thế giới này, nhân tộc mới là chủ nhân thật sự. Từ thời viễn cổ đã là như thế. Đại thế này làm sao có thể bị xuyên tạc lật đổ được. Năm đó, cho dù là bản thể địa linh là Trường Mao lão tổ cũng phải co đầu rụt cổ, che giấu thân phận thật sự của mình. Bây giờ chỉ là một địa linh, còn có thể làm được gì chứ? Hừ, si tâm vọng tưởng. Phương Nguyên hoàn toàn không xem trọng viễn cảnh mà địa linh lang gia vẽ ra. 500 năm kiếp trước của hắn, phái lang gia cuối cùng cũng bị tiên đình công chiếm. Đây chính là kết quả sau cùng của phúc địa lang gia. Tương lai cho dù có thay đổi, không phải tiên đình thì cũng là cổ tiên khác hoặc tổ chức khác. Nhân tộc từ đầu đến cuối cũng vẫn là chúa tể, còn địa vị dị nhân vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Phương Nguyên dự định vớt chỗ tốt bên trong phúc địa lang gia. Địa linh lang gia biến thành tính cách thứ hai, đối với Phương Nguyên mà nói vừa có lợi vừa có hại. Nhưng ít ra lần này đối với Phương Nguyên mà nói, chỗ tốt vẫn nhiều hơn. Địa linh lang gia ban đầu tương đối bảo thủ, tuyệt không thành lập phái lang gia. Mời chào Phương Nguyên làm thái thượng trưởng lão khách khanh, càng không đồng ý trợ giúp Phương Nguyên khi hắn gặp nguy hiểm. Công phòng chiến lang gia chấm dứt, đại chiến trăm ngày ở Cốc Lạc Phách lại chậm chậm mở ra. Phương Nguyên trở lại phúc địa Hồ Tiên, vừa nghỉ ngơi lấy lại sức, vừa trắng đêm luyện chế phàm cổ mộng đạo. Cùng lúc đó, hắn tích trữ rất nhiều tiên tài luyện cổ, chuẩn bị cho việc luyện chế tiên cổ sau này. Hơn một tháng sau, quả xuân mộng đã được hắn ngắt hết,
luyện ra được một lượng lớn phàm cổ mộng đạo. Số lượng còn nhiều hơn kiếp trước. 2 tháng sau, Thái Bạch Vân Sinh đã xử lý xong quan hệ bên kia. Phương Nguyên liền mượn thời cơ này, một lần nữa tiến vào Đông Hải. Đông Hải, Phúc Địa Ngọc Lộ. Cũng giống như kiếp trước, Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh được một vị tiên cương tên Sa Nam Giang dẫn đường, xuyên qua môn hộ Phúc Địa Ngọc Lộ tiến vào bên trong. Thái Bạch huynh, chúng ta lại gặp mặt rồi, ha ha ha. Sa Ma nhìn thấy Thái Bạch Vân Sinh, thái độ tương đối nhiệt tình. Gã chủ động tiến lên nghênh đón, thân thiết vỗ vai Thái Bạch Vân Sinh. Mặc dù thời gian Thái Bạch Vân Sinh ở Đông Hải không lâu, nhưng dựa vào hai con tiên cổ nhân Như Cố và Giang Sơn Như Cũ mà tạo ra không ít tên tuổi. Trước đó, Thái Bạch Vân Sinh đã giúp cho đám người Sa Ma công lược Phúc Địa Ngọc Lộ. Tiên cổ nhân Như Cố của ông đã mang đến cho mọi người sự trợ giúp rất lớn. Sa Ma chào hỏi xong, chuyển ánh mắt sang Phương Nguyên. Chắc hẳn vị này là người bạn Chí Đa Tinh Trần Đạo mà Thái Bạch huynh đã đề cập trong thư. Nếu là bạn tri kỷ của Thái Bạch huynh thì cũng là bạn của Sa Ma này. Tán tu sơn dã, không dám nhận. Phương Nguyên gật đầu, mỉm cười khiêm tốn. Dáng người hắn thẳng tắp, tay cầm quạt lông, đầu buộc khăn, phong trần tuấn lãng, diện mạo thiếu niên anh tuấn. Da của hắn vô cùng trắng, mũi cao thẳng, dưới cặp chân mày rậm là đôi mắt giống như đầm sâu. Lúc này, Phương Nguyên mỉm cười, ngọc thụ lâm phong, khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Kiếp trước Phương Nguyên biến thành tinh tượng tử, kiếp này lại biến thành Chí Đa Tinh. Uy năng của gặp mặt từng quen biết hiện tại còn vượt xa gặp mặt giống như quen biết lúc trước. Kiếp trước, đám người Sa Ma đã không nhìn ra được diện mạo chân chính của Phương Nguyên, kiếp này lại càng không thể nhìn ra. Phu nhân của Sa Ma là Tô Bạch Mạn nhìn Phương Nguyên vài lần, lên tiếng hỏi, nghe nói các hạ chủ tu Chí Đạo, phụ tụ Tinh Đạo, được Thái Bạch Vân Sinh hết lời ca ngợi. Không biết có thể ra tay vào lúc này hay không? Kiếp trước, tinh tượng tử của Phương Nguyên chủ tu Tinh Đạo, phụ tu Chí Đạo. Nhưng kiếp này, cảnh giới Chí Đạo của Phương Nguyên đã đạt đến cấp Tông Sư. Mặc dù không có tiên cổ Chí Đạo, sức mạnh cũng đã cường đại. Cho nên, hắn quyết định thay đổi lưu phái chủ tu, phụ tu một chút. Phương Nguyên gật đầu nói với đám người Sa Ma, chư vị kiểm tra tu vi của Trần Mỗ cũng là chuyện đương nhiên. Vậy tại hạ ra tay một chút, xin các vị cho lời nhận xét. Kiếp trước, Phương Nguyên vô cùng khiêm tốn, nhưng kiếp này, hắn nói chuyện không hề khách sáo, biểu hiện vô cùng ngạo mạn. Sa Ma và Tô Bạch Mạn liếc nhìn nhau, không khỏi càng thêm chờ mong. Trong lòng Thái Bạch Vân Sinh vô cùng lo lắng, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Bạc Đàn đứng bên trong chúng tiên, sắc mặt âm trầm. Phương Nguyên đến, khiến cho địa vị của gã trong đội ngũ bị uy hiếp nghiêm trọng, lợi ích cũng bị xâm phạm. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Phương Nguyên. Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên, một tay gác sau lưng, một tay cầm quạt lông, khoan thai quạt trước ngực. Hắn đưa mắt nhìn cảnh tượng xung quanh. Lúc này vẫn là sát chiêu chiến trường băng vũ đống thổ. Bởi vậy phóng tầm mắt nhìn ra xa là một mảnh băng thiên tuyết địa trắng xóa. Cứ cách một khoảng thời gian, nơi này sẽ xuất hiện băng vũ bàng bạc, hình thành vô số tuyết quái, mang đến rất nhiều phiền phức cho mọi người. Phương Nguyên chỉ nhìn trong chốc lát, nhân tiện nói, ta đã tính ra rồi. Đám người Sa Ma vô cùng kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng Phương Nguyên sẽ sử dụng sát chiêu tiên cấp nào chứ, không nghĩ đến đã nhanh như vậy mà đã tính ra. Tô Bạch Mạn lại càng thêm xu nịnh, tu vi của các hạ quả nhiên rất cao. Trong tình huống không một chút tiếng động đã tính ra được sơ hở của sát chiêu chiến trường này. Thật sự khiến cho người ta phải tán thưởng. Không phải đâu, không phải đâu. Phương Nguyên khoát tay cười nói, phu nhân nói quá lời rồi. Có thể nhìn ra được sơ hở của sát chiêu chiến trường này, ta còn phải phí thêm một chút công sức nữa. Vừa nãy tính toán không phải cái này. Lập tức có tiên cương hỏi, vậy các hạ tính ra là cái gì? Phương Nguyên ung dung đáp, ta tính ra được tên của sát chiêu chiến trường. Ví dụ như sát chiêu chiến trường mà chúng ta đang ở có tên là băng vũ đống thổ. Nghe được câu trả lời, chúng tiên đều ngẩn ra. Chợt,
Sama cau mày, lệ mang lóe lên trong mắt. Bản tính hung ác của gã đang định phát tác, lập tức bị Tô Bạch Mạn âm thầm ngăn lại. Bạc Đan cười nhạo một tiếng, nói, Trần Đạo ngươi đang tính trêu đùa chúng ta sao? Người nào mà không biết tên của sát chiêu chiến trường này là Băng Vũ Đống Thổ chứ? Nghĩ không ra bản lĩnh của ngươi thấp, nhưng lá gan lại lớn như vậy, dám trêu đùa hai vị đại nhân Sa Ma và Tô Bạch Mạn. Tô Bạch Mạn mỉm cười, lên tiếng giảng hòa, Bạc Đan im đi. Vừa nãy Trần Huynh chỉ là kể chuyện cười. Thủ đoạn chân chính của hắn sắp sửa thi triển rồi đấy. Phương Nguyên lắc đầu, phu nhân, ta tính toán chính là cái này. Biểu hiện Tô Bạch Mạn cứng đờ, ánh mắt chậm rãi trầm xuống. Cái gì? Sa Ma hừ lạnh, cũng không tiếp tục nhịn nữa, mở to hai mắt hung ác bước lên phía trước. Lúc này, Thái Bạch Vân Sinh cất bước về phía trước, ngăn trước mặt Phương Nguyên, ngăn Sa Ma lại. Ông chắp tay hành lễ với Sa Ma, cười khổ nói, Sa Ma đại nhân, là tại hạ sai rồi. Tại hạ còn chưa nói rõ tính tình của vị huynh đệ Trần Đạo của ta chính là như vậy. Nói chuyện từ trước đến nay luôn nói một nửa, để lại một nửa, khiến cho ta khổ tâm mãi không thôi. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1388 Uy Năng Tông Sư Chí Đạo 2. Ồ, sắc mặt Sa Ma hòa hoãn lại, chăm chú nhìn Phương Nguyên. Ôi, vị Trần huynh của ta ơi, ngươi mau nói những gì mà ngươi biết ra đi. Thái Bạch Vân Sinh làm ra vẻ buồn rầu nói. Phương Nguyên cười ha hả, chư vị, ta tính toán thật sự là lai lịch của sát chiêu chiến trường này. Nhưng không chỉ là Băng Vũ Đống Thổ, mà tiếp theo Băng Vũ Đống Thổ theo thứ tự là Sa Trường Chiến Hồn, Mê Cung Bát Môn và Án Binh Bất Động. Sa Trường Chiến Hồn, Mê Cung Bát Môn còn có Án Binh Bất Động, lời này là thật chứ? Sa Ma lập tức bị Phương Nguyên thu hút, hai mắt sáng lên nhìn hắn chằm chằm. Phương Nguyên khoan thai hạ quạt xuống, do ta ra tay suy tính, sao có thể là giả được? Sa Ma và Tô Bạch Mạn lập tức truyền âm. Sa Ma vui vẻ nói, phu nhân, Chí Đa Tinh này tính toán chuẩn xác như thế, tạo nghệ trí đạo của hắn có vẻ lợi hại. Tô Bạch Mạn hoàn toàn đồng ý, không sai. Trước đó chúng ta mời mười mấy vị cổ tiên trí đạo, nhưng muốn tính toán sát chiêu chiến trường, độ khó vô cùng cao. Không nghĩ rằng người này lại có thể im lặng tính ra nhanh như thế. Sa Ma trầm ngâm, cái này còn phải kiểm tra lại đã. Có khi hắn chỉ ăn nói lung tung để mê hoặc chúng ta thì sao? Tính không đúng thì làm gì được hắn? Tô Bạch Mạn suy nghĩ một chút, sau đó bác bỏ, thiếp cảm thấy khả năng không lớn. Thứ nhất, Thái Bạch Vân Sinh tính tình ổn trọng, nhưng vẫn khen ngợi người này. Người này đã thật sự có được cảnh giới tông sư trí đạo, tính ra sát chiêu chiến trường cũng có thể hiểu được. Thứ hai, chúng ta có thể nghiệm chứng việc này. Công lược từng bước một là có thể chứng minh đáp án của hắn. Nếu hắn muốn gạt chúng ta, sẽ không thể không khôn ngoan như thế, dễ dàng cho ra một đáp án có thể phán đoán đúng sai nội dung. Phu nhân nói rất có lý. Trong lúc Sa Ma và Tô Bạch Mạn đang âm thầm giao lưu, Bạc Đan đã không kịp chờ đợi, cười lạnh với Phương Nguyên, Trần Đạo, ngươi đúng là khôn khéo, tính toán nội dung thật tốt. Chỉ cần một ngày Băng Vũ Đống Thổ còn chưa được phá, chúng ta làm sao biết ngươi tính đúng hay không? Trong lòng Phương Nguyên thầm than một tiếng. Cái tên Bạc Đan này, kiếp trước hắn đã từng hại qua, dẫm qua, xem ra kiếp này cũng không thể tránh được. Phương Nguyên cũng không muốn phức tạp, nhưng Bạc Đan cứ chủ động nhảy nhót trước mặt hắn, hắn cũng không còn cách nào. Lúc này, Sa Ma cười nói, Trần tiên sinh, Bạc Đan vô lý, xin đừng trách mắng. Mặc dù vô lý nhưng lại đúng sự thật. Đồ vật mà ta suy tính, phải cần một khoảng thời gian nữa mới có thể nghiệm chứng. Phương Nguyên gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Tô Bạch Mạn nhẹ giọng cười một tiếng, không biết vì sao. Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng ta dường như có cảm giác đã từng gặp qua tiên sinh. Một cảm giác rất thân thiết và tin tưởng. Cho nên, mặc dù tạm thời chưa cách nào nghiệm chứng, nhưng ta vẫn tin tưởng tiên sinh. Ha ha,
Rất nhiều người đã nói như vậy. Phương Nguyên dõng dạc, không chút khiêm tốn. Nhưng đúng là không cần khiêm tốn. Hiệu quả của gặp mặt từng quen biết chính là như vậy. Sama lại nói, Trần tiên sinh, chúng ta đang bị vây khốn bên trong băng vũ đống thổ. Còn xin tiên sinh ra tay trợ giúp, sớm một ngày phá giải chiêu này, cũng có thể sớm một ngày biết được tầng tiếp theo. Trợ giúp tiên sinh nghiệm chứng nội dung suy tính. Phương Nguyên cười nói, Sama đại nhân, lời này sai rồi. Vừa nãy ta suy tính vô cùng tự tin. Đối với ta mà nói, hoàn toàn không cần cái gì nghiệm chứng. Chỉ là chư vị không tín nhiệm Trần Mỗ nên cần nghiệm chứng thôi. Dừng lại một chút, Phương Nguyên nói tiếp, đã muốn ta ra tay tương trợ, thủ lao phải chăng nên bàn trước một chút, không phải sao? Sama cau mày, thái độ của Phương Nguyên khiến gã không được vui. Dù sao Phương Nguyên cũng chỉ là lục truyền, còn gã đã là thất truyền. Thái độ của lục truyền đối với thất truyền như thế đã được xem là một sự mạo phạm. Kiếp trước Phương Nguyên nịnh bợ Sama là muốn gia nhập tổng bộ Cương Minh Đông Hải, cho nên phải khách sáo với gã. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên đã thu được truyền thừa cống ngầm, cần chi phải gia nhập Cương Minh nữa. Sama công lược phúc địa ngọc lộ, còn phải cầu cạnh Phương Nguyên. Hắn đương nhiên muốn nắm giữ thân phận này, như thế mới có thể thu được nhiều lợi ích hơn nữa. Sau khi thương thảo một phen, Sama đưa ra giá cao. Phương Nguyên vui vẻ tiếp nhận, bắt đầu ra tay. Mặc dù hắn không có tiên cổ tinh niệm, nhưng khác với kiếp trước, bây giờ hắn đã là tông sư chí đạo, cho dù chỉ sử dụng phàm cổ cũng có thể chơi tới bến. Quan trọng hơn, kiếp trước hắn đã từng phá giải được sát chiêu chiến trường băng vũ đống thổ. Cho nên, khi ra tay, hiệu quả tất nhiên là nhanh chóng, thỉnh thoảng còn dẫn phát tiếng kinh hô và tán thưởng của mọi người. Kiếp trước, Phương Nguyên chỉ lo phá giải sát chiêu chiến trường băng vũ đống thổ này. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên xử lý thành thạo, điêu luyện, tập trung tinh lực vào việc học tập. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, trong tay Phương Nguyên hoàn toàn không có một sát chiêu chiến trường nào. Hắn đối với bất kỳ một sát chiêu chiến trường nào cũng đều cảm thấy hứng thú. Thời gian trôi qua, Phương Nguyên càng lúc càng hiểu rõ sát chiêu chiến trường băng vũ đống thổ, càng lúc càng xâm nhập vào trong. Băng vũ đống thổ, tiên cổ hạch tâm là gì, có bao nhiêu con, phàm cổ phụ trợ có bao nhiêu, Phương Nguyên dần dần hiểu rõ. Chỉ là những con cổ trùng này phối hợp vận chuyển như thế nào, phương thức vận chuyển có bao nhiêu loại, trong thời gian ngắn Phương Nguyên còn chưa dò xét xong. Cứ cách một khoảng thời gian sẽ có băng vũ, tuyết quái đột kích. Nhưng đám người Sama chủ động ra tay, giữ gìn hoàn cảnh yên ổn cho Phương Nguyên. Phương Nguyên không phạm phải sai lầm kiếp trước khiến cho uy lực của băng vũ đống thổ tăng cao. Ngược lại, bởi vì nhiều lần phá giải chính xác dẫn đến uy năng sát chiêu chiến trường giảm bớt. Về phần Bạc Đan, gã đã có chút thất vọng, co đầu rụt cổ ở một bên, không dám tranh phong với Phương Nguyên. Tạo nghệ chí đạo của Phương Nguyên so với kiếp trước thâm sâu hơn rất nhiều. Kiếp trước, Bạc Đan còn không cam lòng. Nhưng kiếp này gã nhìn ra được sự chênh lệch cực lớn giữa gã và Phương Nguyên. Đấu chí không còn, nản lòng thoái chí. Cuối cùng, Phương Nguyên hầu như hao hết phàm cổ tinh niệm. Lúc này hắn mới chậm rãi dừng tay. Sát chiêu băng vũ đống thổ đã được phá giải 6 thành. Chỉ còn lại 4 thành mà thôi. Vì sao Trần Huynh lại dừng tay? Sama vội hỏi. Phương Nguyên cười nói, dục tốc bất đạt, ta có chút mệt mỏi, hôm nay đến đây thôi. Sama tức giận nhưng vì muốn cầu cạnh Phương Nguyên, không thể phát tác được, đành phải mỉm cười, tiên sinh nói vậy rất đúng, phải nghỉ ngơi cho thật tốt một chút. Như vậy đi, tiên sinh ở xa đến là khách, xin mời tiên sinh đến Sa Hải ta làm khách, như thế nào? Bữa tiệc câu cá mập của ta cũng có một ngọn cờ riêng ở Đông Hải đấy. Cổ tiên còn lại không khỏi kinh hô, quăng ánh mắt ghen tị về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên gật đầu, biểu hiện bình tĩnh, vậy thì làm phiền Sama đại nhân chiêu đãi một phen. Bữa tiệc câu cá mập, mùi rượu bốn phía, món ngon mỹ vị chất đầy bàn. Sau khi đã nhìn qua được tạo nghệ chí đạo của Phương Nguyên, Sama và Tô Bạch Mạn lại càng nhiệt tình và khách sáo hơn với hắn. Trong thời khắc ăn uống linh đình, Sama gọi rất nhiều nữ cổ sư đến, hai vị,
bên trong thịnh yến sao có thể không có ca, nhạc tương trợ chứ? Đây là tỷ nữ mà phủ ta bồi dưỡng được, đều có tu vi cổ sư, tinh tu biến hóa đạo, được rất nhiều vị cổ tiên khen ngợi. Hôm nay mời hai vị thưởng thức. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1389, nắm giữ sát chiêu chiến trường. Những vị nữ cổ sư này, người nào cũng xinh đẹp như hoa, dáng người uyển chuyển. Lúc này, tiếng nhạc vang lên, mấy cô gái bắt đầu nhảy múa. Tay áo dài tung bay, diễm lệ khó phân, chạm vào lòng người. Bỗng nhiên, tiếng nhạc thay đổi, từ nhẹ nhàng chuyển sang gấp rút. Các nữ cổ sư cùng nhau thay đổi, sinh ra đuôi cá, hóa thành giao nhân, dạo chơi trên không trung. Tiếng nhạc lại thay đổi, trở nên hoạt bát sinh động. Các nữ cổ sư theo âm thanh thay đổi, sau lưng mọc lên hai lớp vỏ, chẳng khác nào con trai, nhẹ nhàng nhảy múa. Khi tiếng nhạc có âm thanh của kim loại, tay của các nữ cổ sư đều biến thành càng của những con cua, vù vù xé gió, khí vũ hiên ngang. Tiếng nhạc thay đổi 18 lần liên tiếp, các nữ cổ sư cũng biến hóa 18 lần, thể hiện phong cách vũ đạo khác nhau, khiến Phương Nguyên cũng nhờ đó mà mở rộng tầm mắt. Đông Hải phong tình ngàn vạn, quả nhiên có sự khác biệt rất lớn với vẻ thô kệch, hào phóng của Bắc Nguyên. Thái Bạch Vân Sinh không tiếc lời tán thưởng. Sa Ma thấy Phương Nguyên không nói lời nào, liền hỏi, không biết Trần Tiên Sinh có lời nhận xét gì không? Đích thật là đẹp không sao tả xiết. Phương Nguyên nói, nhưng trong lòng lại có chút buồn cười. Kiếp trước, tạo nghệ trí đạo của hắn không sâu, cho dù chèn ép được bạc đan cũng chỉ dựa vào âm mưu và hãm hại. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên cho thấy thực lực mạnh mẽ của hắn, khiến cho Sa Ma và Tô Bạch Mạn phải nhiệt tình khoản đãi. Kiếp trước, mặc dù Phương Nguyên cũng tham gia bữa tiệc câu cá mập, nhưng hoàn toàn không có ca múa trợ hứng. Kiếp này gia tăng thêm tiết mục, lại càng thể hiện sự chú ý của Sa Ma đối với Phương Nguyên. Vũ đạo đã xong, các nữ cổ sư chậm rãi lui ra. Tô Bạch Mạn cười nói, không biết Trần Tiên Sinh, Thái Bạch Vân Sinh có nhìn chúng vị tỷ nữ nào không? Hai vị cứ lên tiếng, tại hạ sẽ làm chủ đưa đến cho hai vị. Già rồi, già rồi. Cảm ơn phu nhân đã nâng đỡ. Thái Bạch Vân Sinh uyển chuyển từ chối. Phương Nguyên thì nói, ta đối với bữa tiệc câu cá mập cũng có nghe thấy. Ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn với đàn cá mập bên ngoài. Trong lòng Tô Bạch Mạn có chút thất vọng nhưng ngoài miệng vẫn nói, ha ha, hai vị tiên sinh không chọn tỷ nữ, xem ra phúc phận của các nàng nông cạn. Nhưng cá mập trong biển này không phải do ta làm chủ, đều là yêu vật do phu quân ta nuôi dưỡng. Ha ha, hai vị đã có ý, chẳng lẽ ta lại không tặng? Phàm là bữa tiệc câu cá mập, bản thân người chủ sẽ tặng một số con. Nhưng trong này có một quy củ, không biết hai vị có hiểu qua không? Sa Ma hỏi, tất nhiên là hiểu. Phương Nguyên gật đầu, quạt lông vỗ trước ngực, ung dung nói, nhưng ta phải xác định với chủ nhân một lần. Cá mập trong biển này, mặc kệ chúng ta bắt được con nào, nhiều ít bao nhiêu cũng thuộc về chúng ta hết sao? Đây là đương nhiên rồi, chỉ cần hai vị tự mình ra tay. Sa Ma gật đầu đáp, không chút do dự. Phương Nguyên mỉm cười, vậy để ta tính toán xem cá mập chân quý nhất trong biển này là loại nào. Nếu ta có thể đắc thủ, còn mong hai vị nhịn đau cắt thịt. Ha ha, Trần Tiên Sinh cứ việc thi triển thủ đoạn. Sa Ma cười rộ lên. Gã đang muốn tham dò nội tình chân chính của Phương Nguyên. Phương Nguyên giả vờ giả vịt bấm ngón tay diễn toán. Nhất thời, tinh quang lượn lờ xung quanh hắn, vô cùng chói lọi. Một lát sau, ánh sao lấp lánh, tràn ngập đại điện. Trong khoảnh khắc lại có tiếng chuông vang lên, tuyệt không thể tả. Tinh quang chói mắt, thanh thế hiền hách, khí tức tiên cổ tiêu tán, khiến cho Sa Ma và Tô Bạch Mạn đều động dung, bí mật truyền âm thảo luận. Chí đa tinh trần đạo này quả nhiên lợi hại, không biết phu quân có phát hiện ra không? Hắn đã sử dụng ba con tiên cổ khác biệt, cũng không biết là tiên cổ chí đạo nào. Bọn họ không biết, lúc này Phương Nguyên chỉ giả bộ mà thôi.
Tinh quang chậm chậm tiêu tán, trán Phương Nguyên đổ đầy mồ hôi, nhắm hai mắt dưỡng thần một chút, rốt cuộc mới chậm rãi mở hai mắt ra. Mắt hắn bắn ra tinh mang dài hơn một trượng, quang mang khiến cho người ta không thể nhìn gần. Nghĩ không ra hai vị đại nhân Sama và Tô Bạch Mạn thủ đoạn cường đại như vậy, có thể lợi dụng nô đạo kiềm chế một con cá mập nhất chỉ lưu, khiến cho người ta nhìn mà than thở. Mặc dù tại hạ suy tính ra, nhưng thủ đoạn nông cạn, không cách nào thu lấy con thú này, không thể làm gì. Vừa nãy tại hạ chỉ cuồng ngôn, bây giờ bản lĩnh không tốt, còn xin hai vị đại nhân đừng cười. Thân hình Sama và Tô Bạch Mạn chấn động, Chí Đa Tinh Trần Đạo thậm chí ngay cả điều này cũng suy tính ra được. Cái này. Nhất thời, cặp vợ chồng cổ tiên thất truyền đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, gương mặt hiện lên vẻ khó tin. Sau mấy hơi thở, Sama và Tô Bạch Mạn kịp phản ứng, tâm trạng trở nên bình tĩnh hơn. Tô Bạch Mạn than thở, hôm nay, cuối cùng ta cũng biết được sự lợi hại của Trần Tiên Sinh. Cá mập nhất chỉ lưu là bí mật lớn nhất của vợ chồng chúng ta. Có lẽ Trần Tiên Sinh không biết, để phòng ngừa người khác suy tính. Vợ chồng chúng ta cũng đã tốn công tốn sức mời Tống Giáp Đan ra tay, tiến hành che giấu việc này. Sama nói tiếp, song cực bản Giáp Đan, Nam Cung Tảng Hoa An, Hoàn Hữu Long Thủ Quy. Tống Giáp Đan là một trong ba vị cổ tiên trí đạo xuất sắc nhất giới cổ tiên Đông Hải hiện nay. Thủ đoạn của Trần Huynh lại có thể khám phá được phòng ngự của Tống Giáp Đan. Điều này cho thấy, chẳng phải tạo nghệ trí đạo của Trần Huynh đã có thể so sánh với Tống Giáp Đan sao? Trong lòng Phương Nguyên hơi căng lên, dường như hắn đã không cẩn thận mà làm hơi quá. Hắn vội vàng khoát tay, hổ thẹn quá. Ta làm sao có thể so sánh với Tống Giáp Đan được? Vừa nãy cũng chỉ là phát huy hơn bình thường mà thôi. Nếu thật sự đối đầu với Tống Giáp Đan, vạn lần không thắng nổi. Nửa người trên của Sama nghiêng về phía trước, nhìn gần Phương Nguyên, nói, cuối cùng vẫn nhìn thấy được thủ đoạn của tiên sinh. Chỉ là, khi còn ở Phúc Địa Ngọc Lộ, tại sao lại không thấy tiên sinh thôi động tiên cổ? Phương Nguyên cười ha hả, thôi động tiên cổ chẳng phải sẽ hao phí tiên nguyên sao? Chí phí sẽ bị độn lên. Tại hạ cũng không phải phú hào như Sama đại nhân. Hơn nữa, vận dụng phàm cổ cũng có thể giải khai được sát chiêu chiến trường. Chỉ là tốn thời gian lâu hơn một chút thôi, cớ sao mà không làm? Sama chấn động. Phương Nguyên không thèm để ý thời gian, nhưng gã thì rất để ý. Công lược Phúc Địa Ngọc Lộ là nhiệm vụ của Cương Minh. Thời gian càng dài, cao tầng Cương Minh sẽ càng thúc giục. Một khi gã không có tiến triển lớn, có thể sẽ bị người khác thay vào. Cho nên, áp lực của Sama và Tô Bạch Mạn không nhỏ. Tiên sinh không biết, con người ta tính tình nôn nóng, rất sợ đêm dài lắm mộng. Đương nhiên công lược Phúc Địa Ngọc Lộ càng nhanh càng tốt. Sama cười ha hả, nói tiếp, xem ra bảng giá trước đó còn chưa đủ để tiên sinh hài lòng. Trần tiên sinh cứ ra giá, bổn nhân sẽ tận lực thỏa mãn. Phương Nguyên lắc đầu, mỉm cười, công lược Phúc Địa Ngọc Lộ vẫn nên chậm dần tốc độ. Sama đại nhân, chẳng lẽ ngài không biết giá trị của sát chiêu chiến trường sao? Ta đương nhiên biết, đồng thời cũng biết giá trị chân chính của Phúc Địa Ngọc Lộ cũng không phải chỉ những sát chiêu chiến trường này, mà nó lợi dụng đạo ngân bên trong Phúc Địa định ra phương pháp sát chiêu chiến trường. Nhưng những phương pháp này, sau khi đánh hạ Phúc Địa, có thể từ miệng địa linh mà biết được. Sama đáp, nếu không có địa linh thì sao? Phương Nguyên hỏi, cái này, khả năng rất nhỏ. Sama do dự. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1390, Tinh Túc Tiên Tôn 1. Cho dù có nhỏ hơn cũng không có khả năng. Sama đại nhân công lược Phúc Địa Ngọc Lộ, thời gian dài như vậy có thấy địa linh không? Không có đúng không? Cho nên, phương pháp đảm bảo nhất chính là từ từ công lược, thấu hiểu những sát chiêu chiến trường này. Phương Nguyên ung dung nói. Trong lòng Sama nóng lên, tiếp tục khuyên, nhưng Phương Nguyên thủy chung vẫn kiên trì ý kiến của mình. Sama khó chịu, nhưng vì muốn cầu cạnh Phương Nguyên, đành phải nhẫn nại.
Phương Nguyên cũng không sợ hãi, tiếp tục nâng giá, đạt đến cực hạn của Sama mới chịu đồng ý. Nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày, Phương Nguyên lại đi theo Sama tiến vào phúc địa Ngọc Lộ. Lần này, hắn thôi động tiên cổ tinh niệm, hao phí nhiều ngày, trợ giúp Sama phá giải sát chiêu băng vũ đống thổ. Về phần tiên cổ tinh niệm, nói đến, cũng thật kỳ quái. Sau khi Phương Nguyên trùng sinh, cách đây không lâu, trong lần luyện cổ tinh niệm đầu tiên, kết quả đã thành công. Nhưng trên thực tế, luyện chế tiên cổ tuyệt không đơn giản như vậy. Sở dĩ luyện thành tiên cổ tinh niệm còn phải dựa vào Phương Nguyên luyện tập rất nhiều lần kiếp trước. Có lẽ sau khi liên vận với Hắc Lâu Lan, vận khí Phương Nguyên trở nên tốt hơn. Đây cũng là một trong những nhân tố Phương Nguyên luyện cổ thành công. Hiện tại, Phương Nguyên bắt đầu chữ hàng tiên tài, chuẩn bị đợi thời cơ chín muồi luyện chế cổ toàn lực ứng phó. Thời gian thấm thoát đã trôi qua mấy tháng. Dưới sự trợ giúp của Phương Nguyên, tốc độ Sama công lược phúc địa Ngọc Lộ còn thuận lợi hơn so với kiếp trước. Băng vũ đống thổ, sa trường chiến hồn, mê cung bát môn, tất cả đều được Phương Nguyên phá giải. Sau khi vận dụng tiên cổ tinh niệm, Phương Nguyên không thiếu tinh niệm để sử dụng, nắm giữ được 8-9 thành băng vũ đống thổ, sa trường chiến hồn, mê cung bát môn. Mặc dù trong tay Phương Nguyên không có tiên cổ tương ứng, không tạo ra được bất kỳ một sát chiêu chiến trường nào, nhưng đây đã là thu hoạch cực kỳ phong phú. Phương Nguyên đã 10 phần khắc sâu sát chiêu chiến trường. Chỉ cần dựa vào vầng sáng trí tuệ, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, Phương Nguyên tự tin có thể dựa vào những tiên cổ trong tay mình, phối hợp ra sát chiêu chiến trường thuộc về mình. Cuối cùng, Phương Nguyên một lần nữa đối mặt với sát chiêu án binh bất động. Hắn rốt cuộc đã gặp phải phiền toái. Án binh bất động là cửa ải cuối cùng của phúc địa Ngọc Lộ, liên quan đến chí đạo, vô cùng tối nghĩa. Cộng thêm kiếp trước Phương Nguyên chưa từng có kinh nghiệm phá giải sát chiêu này, cho nên tiến triển rất chậm chạp. Phương Nguyên quyết định từ bỏ. Dù sao hắn cũng không gia nhập Cương Minh, Sama không cách nào ra lệnh cho hắn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là Trung Châu đại loạn. Động thiên phồn tinh vỡ vụn, rất nhiều mảnh vỡ thế giới rơi xuống đại địa Trung Châu. Kiếp trước, Phương Nguyên thu được hai cảnh giới tông sư trí đạo và tinh đạo bên trong mảnh vỡ thế giới động thiên phồn tinh. Nhưng thật ra hắn còn chưa thăm dò kỹ càng mộng cảnh. Kiếp này, Phương Nguyên đã sớm chờ mong. Nếu hắn thăm dò kỹ càng mộng cảnh, không biết thu hoạch của hắn còn lớn đến tình trạng nào. Cảnh giới trí đạo, tinh đạo sẽ còn tăng lên nữa hay không? Hay là cảnh giới lưu phái khác? Mấy ngày sau, Phương Nguyên xuất hiện bên trong một sơn cốc vô danh ở Trung Châu. Mảnh vụn thế giới động thiên phồn tinh rơi ở đây, tạm thời vẫn ổn định. 10 đại cổ phái Trung Châu đã điều động cổ tiên đóng giữ sơn cốc này. Nhìn thấy Hạc Phong Dương dẫn Phương Nguyên đến, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi. Lần này, cũng may mà Phương Nguyên có tu vi, lục chuyển hạng chót, nếu không cũng không có được tiện nghi này. Mảnh vỡ thế giới vừa lúc có thể để cho cổ tiên lục truyền hạng chót miễn cưỡng tiến vào. Nhưng bên trong 10 đại cổ phái Trung Châu, nào có cổ tiên có tu vi thấp như Phương Nguyên chứ? Cho nên, Phương Nguyên ngược lại trở thành thứ bánh trái thơm ngon độc nhất. Được tiên hạc môn lợi dụng đầy đủ, dựa vào quy củ cạnh tranh của 10 đại cổ phái lần này mà đưa Phương Nguyên vào thế giới mảnh vỡ động thiên phồn tinh. Cũng giống như kiếp trước, Bạch Tình tiên tử dặn dò Phương Nguyên chiếu cố Phượng Kim Hoàng 1-2. Phương Nguyên gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng suy nghĩ có nên giết chết Phượng Kim Hoàng hay không. Bởi vì Linh Duyên trai không phát tang Phượng Cửu Ca, cho nên dựa theo tình báo của Phương Nguyên, hắn chỉ biết Phượng Cửu Ca đang mất tích ở Bắc Nguyên. Nhưng nghĩ lại, Phương Nguyên vẫn từ bỏ suy nghĩ này. Cho dù kiếp trước Phượng Cửu Ca có chết, kiếp này đại chiến trăm ngày còn chưa kết thúc, hết thảy đều sẽ có khả năng. Huống hồ, sinh tử của Phượng Cửu Ca kiếp trước còn chưa thật sự xác định. Quan trọng nhất, sở dĩ ta muốn mưu hại Phượng Kim Hoàng là vì muốn cướp đoạt tiên cổ mộng dực của nàng ta. Đáng tiếc, cho dù nàng ta chỉ là một phàm nhân, nhưng một ý niệm trong đầu cũng có thể khiến cho tiên cổ tự hủy. Tuy ta là cổ tiên, không có thủ đoạn đặc biệt cũng vô pháp cướp đoạt. Bây giờ đối phó nàng ta,
Phượng Cửu Ca vẫn còn như mặt trời ban trưa, nhất định sẽ bị thế lực siêu cấp đả kích. Đây chính là tự tìm đường chết. Đi vào đi, những người khác đã tiến vào rồi. Tu vi của người cao nhất được sắp xếp sau cùng. Hạ Phong Dương trầm giọng nói, cũng không còn cách nào. Nếu Phương Nguyên vào sớm, cổ sư phàm nhân chín phái khác hoàn toàn không cạnh tranh lại được với Phương Nguyên. Đương nhiên, từ điểm này có thể nhìn ra được Tiên Hạc Môn khá yếu thế. Nếu Tiên Hạc Môn mạnh mẽ như Linh Duyên Trai, Phương Nguyên được sắp xếp vào đầu tiên cũng không phải việc khó khăn gì. Mảnh vỡ thế giới động thiên phồn tinh nằm ngay trước mắt Phương Nguyên. Một hồ nước màu lam giống như một bức họa được vẽ có một nửa. Chính giữa có một sơn cốc lùm cây tùm. Đây không phải là phúc địa động thiên hoàn chỉnh. Phương Nguyên trực tiếp đi vào. Sau một khắc, hắn đã bước vào bên trong mảnh vỡ thế giới động thiên phồn tinh. Hắn quay đầu lại, cổ tiên 10 đại cổ phái Trung Châu đều dừng lại trong sơn cốc, đã không còn là người cùng một thế giới với Phương Nguyên. Ánh mắt của đám cổ tiên này, hoặc âm trầm, hoặc ghen ghét, hâm mộ, cũng không còn cách nào. Tu vi bọn họ quá cao, đạo ngân trên người rất nhiều. Nếu cưỡng ép chen vào, có thể làm cho mảnh vỡ thế giới yếu ớt này bị vỡ ra. Phạm vi của hồ nước này khá rộng. Ta nhớ kiếp trước, hoang thú long ngư sinh sống gần hòn đảo chính giữa hồ, bị người ta lợi dụng tiên cổ ảnh hưởng, trở nên điên cuồng. Bây giờ ta không có tiên cổ ngã lực, không thể thôi động đại thủ ấn. Kiếp này bắt giữ nhất định không thuận tiện bằng kiếp trước. Phương Nguyên vừa nhớ lại vừa bay vụt ra ngoài. Cũng không khác gì kiếp trước, một số cổ sư tinh anh của Thiên Đố Lâu đang bị vây trên đảo nhỏ trong hồ. Xung quanh đảo nhỏ, nước hồ đang trùng kích, do hoang thú long ngư quấy phá, nhấc lên con sóng kinh ngào hải lãng. Phương Nguyên từ trên trời thi triển thủ đoạn tiên đạo đánh xuống, phí hết một phen công phu mới thuận lợi bắt được long ngư. Ngoại trừ hoang thú long ngư, hắn còn bắt được hơn 60 vạn long ngư bình thường. Sau khi để lại đám cổ sư Thiên Đố Lâu đang bị chấn động, Phương Nguyên chạy thẳng đến chỗ Mộng Cảnh. Đến chỗ Mộng Cảnh, Phượng Kim Hoàng đã sớm xuất lĩnh 4 vị cổ sư Linh Duyên Trai chiếm giữ nơi này. Phương Nguyên, ta chờ ngươi ở đây đã lâu. Phượng Kim Hoàng mỉm cười. Gương mặt của nàng như vẽ, da trắng như tuyết, ung dung mà tự tin. Phương Nguyên mỉm cười nói, trước khi vào đây, mẫu thân của ngươi nhờ ta chiếu cố ngươi. Ta cũng không làm phiền ngươi làm gì, tận lực tạo sự thuận tiện cho ngươi. Nhưng chiếu cố ngươi cũng có cái giá của nó. Ngươi có thể trả ta cái gì? Các bạn vừa nghe xong tập 139 của bộ truyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.